Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 201, Thiên tài địa bảo hình người. Ta biết tính ngươi ngại phiền toái nên nhất định sẽ không từ mà biệt, cho nên mấy ngày nay ta vẫn luôn canh giữ ở đây. Thiếu môn chủ Bạch Vũ Phàm dắt huyết long mã đến, khẽ cười nói. Thiếu môn chủ quả thật hiểu rõ ta. Lâm Nhất rất cảm động, trong Thanh Vân Môn, ngoại trừ Hồng Lão thì cũng chỉ có Bạch Vũ Phàm là có mối quan hệ thân thiết với hắn. Ta đến tiễn ngươi. Bạch Vũ Phàm dắt ngựa, dưới ánh chiều tà, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thật ra phải cảm ơn ngươi, với thực lực của ngươi thì thế hệ trẻ ở nước Thiên Thủy đã sớm không có ai là đối thủ của ngươi, vậy mà ngươi vẫn chờ đến khi tứ tông tranh tài kết thúc mới rời đi, Thanh Vân Môn sẽ không quên ân tình này. Đừng khách sáo, không có Thanh Vân Môn thì cũng không có ta của hiện tại. Bạch Vũ Phàm nhìn về phương xa, khẽ thở dài, với thực lực của ngươi. Ta cảm thấy rất ngạc nhiên khi Bạch gia không mời chào ngươi. Sau khi rời khỏi nước Thiên Thủy, ngươi có ý định đi đâu chưa? Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi nói, trước tiên sẽ đi du lịch để rèn luyện một thời gian, sau đó đến Đại Tần Đế Quốc. Đại Tần Đế Quốc. Trong quyển sổ mà Bạch Thu Thủy đã cho hắn có ghi lại, mấy chục quốc gia xung quanh nước Thiên Thủy đều là chư hầu của Đại Tần. Trong huyền hoàng giới, mảnh đất dưới chân bọn họ được gọi là Nam Hoa Cổ Vực. Đất đai Nam Hoa Cổ Vực trải dài mênh mông, có hàng hàng xa số thế lực phân bổ khắp nơi. Nam Hoa Cổ Vực đã tồn tại từ thời thượng cổ, cho đến nay đã có hơn trăm vạn năm lịch sử. Nơi đây chính là lãnh thổ của một quốc gia cổ xưa, đã sinh ra vô số truyền kỳ về những tồn tại bất hủ. Những võ giả tầm thường e là cả đời cũng không ra khỏi Nam Hoa Cổ Vực. Đại Tần Đế Quốc là một nơi không tệ, ta có rất nhiều huynh đệ cũng đến đó sau khi rời khỏi nước Thiên Thủy. Ánh mắt Bạch Vũ Phàm lóe lên một tia khao khát, xa xôi và dai dứt. Lâm Nhất tò mò hỏi, thiếu môn chủ, với tư chất của ngươi cũng có thể rời khỏi nước Thiên Thủy, cớ gì lại quyết định chôn chân ở Thanh Vân Môn? Ta ư. Bạch Vũ Phàm lộ vẻ phiền muộn, khẽ cười nói, mấy năm nay ta đã quen nhìn cảnh ly biệt, xoay người một cái có thể cả đời cũng không gặp lại. Ta cũng muốn đi đến nơi xa, cũng có lòng truy cầu võ đạo. Nhưng dù sao vẫn phải có người lưu lại. Thủ vững nơi này để càng có nhiều thiên chi kiêu tử như ngươi có cơ hội đi ra ngoài. Những lời này nghe có chút bi lụy, nhưng ngẫm lại thấy có lý. Nếu ngay cả hậu nhân của tổ sư Thanh Vân cũng không thủ vững nơi này thì sớm muộn gì Thanh Vân Môn cũng suy tàn. Một khi nó sụp đổ, cũng có nghĩa là cắt đứt con đường võ đạo của rất nhiều người ở nước Thiên Thủy. Ta tiễn ngươi đến đây thôi. Bất giác, hai người đã đi được mấy dặm đường. Bạch Vũ Phàm dắt huyết long mã hung hãn qua. Cười nó, mang nó theo đi, tên nhóc này ở Thanh Vân Môn không đến 2 tháng mà đã đá mấy con tuấn mã tàn phế, mỗi ngày đều phải dùng thịt yêu thú tươi mới để nuôi nấng đấy. Nhận lấy dây cương, Lâm Nhất nhìn về phía Bạch Vũ Phàm, vẻ mặt có hơi nặng nề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bảo trọng. Bộp. Hai người duỗi tay, vỗ tay nhau một cái rồi nắm thật chặt. Sau này còn gặp lại. Bạch Vũ Phàm nở nụ cười phóng khoáng, sau đó xoay người rời đi. Ánh tịch dương chiếu rọi, cái bóng của hắn kéo dài trên mặt đất, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Lâm Nhất. Đi thôi. Huyết long mã hung hãn được hắn trấn an, đã không còn ngang tàng như trước. Lưng đeo cổ kiếm hạp, Lâm Nhất xoay người lên ngựa. Dáng chiều như máu, nhuộm đỏ cả một mảng mây rộng lớn, Lâm Nhất giục ngựa chạy như điên, nghênh đón từng cơn gió nhẹ. 2 tháng sau. Ở sâu trong dãy núi Hoàng Vân, bóng đêm bao phủ, khu rừng chìm trong yên lặng ẩn chứa vô số mối nguy không tên. Tiếng gầm rú của yêu thú khiến người ta cảm thấy kinh hãi không ngừng quanh quẩn trong bóng đêm. Trước một đống lửa đỏ rực, Lâm Nhất nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tay phải của hắn cầm một miếng linh thạch trung phẩm. Tiên thiên thuần dương công từ từ vận chuyển trong cơ thể đang điên cuồng hấp thu linh khí hùng hậu chứa trong linh thạch trung phẩm. Sau khi linh khí vận chuyển một vòng khắp toàn thân, Lâm Nhất đã tiêu hao 2 miếng linh thạch trung phẩm. Hắn mở mắt ra, có ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt. Trên người hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ thuộc về võ đạo tầng 9, dùng để răn đe yêu thú không biết tên trong đêm đen. 1 tháng trước, hắn đã dễ dàng đột phá lên võ đạo tầng 9. Nhờ sự bổ trợ của thất khiếu linh lung đan, hắn gần như không gặp bất kỳ bình chướng nào ở cảnh giới hậu thiên. Tiên thiên thuần dương công càng khiến hắn như hổ thêm cánh. Chỉ dựa vào một miếng linh thạch trung phẩm mà tu vi tiến triển cực nhanh. Có điều, thất khiếu linh lung đan khảm ở tim đã tiêu hao quá nhiều, đến bây giờ chỉ còn lại cỡ ngón út.
Tuy nhiên phần còn lại này lại chính là tinh túy. Sau khi vận chuyển khắp toàn thân thuần dương công, thất khiếu linh lung đan ở ngực vậy mà lại phát ra ánh sáng bình quang màu xanh lá nhạt. Bằng mắt thường có thể thấy được dòng khí lưu chuyển hình rồng từ trong đan dược liên tục chảy tràn ra ngoài qua thất khiếu. Dòng khí này chảy khắp tứ chi bách hài, tầm bổ toàn thân. Thậm chí có mùi thuốc thoang thoảng xuyên qua lỗ chân lông tỏa ra ngoài, càng hấp dẫn nhiều yêu thú mò đến. Quét mắt nhìn quanh một lượt có thể thấy rất nhiều đôi mắt xanh mơn mởn đang nhìn chòng chọc về phía này. Tựa như lửa địa ngục u ám đang cháy lập lòe, chợt xa chợt gần. Trong mắt đám dã thú kia, Lâm Nhất chính là thiên tài địa bảo hình người, không có phút giây nào là không cám dỗ bọn chúng. Thế nhưng trên người hắn lại tỏa ra khí thế võ đạo tầng 9, khiến đám hung thú này kiêng kỵ không thôi. Gào! Rốt cuộc cũng có yêu thú không kềm chế được sự dụ hoặc, giống lên một tiếng rồi lao đến. Hộc hộc hộc! Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, toàn bộ hung thú âm thầm ẩn nấp xung quanh đã bị kích phát dã tính, điên cuồng xông đến. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, gặp chuyện không nao núng. Hắn cong ngón tay búng một cái. Nội kinh thuần dương công nóng rực bay vọt ra. Tàn cho trong đống lửa lập tức bốc cháy, hóa thành ngọn lửa hừng hực bùng lên trong bóng đêm. Soạt. Chương 202, thu hoạch được một viên yêu đan. Bản năng sợ hãi lửa khiến đám hung thú đang lao tới thoáng khựng lại. Nhân cơ hội đàn thú còn đang đứng sững, Lâm Nhất lật tay vỗ mạnh một cái. Bộp. Cổ kiếm hạp bên cạnh bắn lên cao, nắp hộp mở ra giữa không trung. Cánh hoa trong hộp rơi xuống như mưa, dưới ánh lửa chiếu rọi càng thêm xinh đẹp kiều diễm, giữa những cánh hoa bay múa đầy trời, trường kiếm hiện thân. Vèo! Hệt như một bóng ma trong đêm tối, bóng Lâm Nhất bay ngang trời nắm chặt lấy chuôi kiếm giữa cơn mưa cánh hoa, lướt nhanh qua. Boang! Không linh âm vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chiến minh liên miên không dứt. Hồi quang lưu ảnh! Kiếm trong tay, lưu quang lóe sáng, người hòa cùng vũ điệu của kiếm. Đầy trời kiếm quang tựa như lưu ảnh, qua lại không ngừng, máu tươi bắn tung tóe tạo thành từng vệt cầu vồng, xung quanh chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai. Đến khi Lâm Nhất rơi xuống thì hơn 10 con hung thú mon men đến gần đều đã ngã xuống. Trên người chúng có ít nhất 4-5 vết kiếm, kiếm chém sâu tận xương, mặc dù không đụng vào chỗ hiểm nhưng cũng để khiến đám yêu thú võ đạo tầng 8, tầng 9 này trọng thương. Dưới ánh lửa chiếu rọi, thân kiếm lưu ly hệt như ánh trăng sáng. Máu tươi tựa như bọt nước đọng trên lá sen, từng giọt lăn xuống, lẳng lặng rơi trên mặt đất. Sau khi được uẩn dưỡng bằng hương hoa, táng hoa kiếm đã sớm đạt đến phẩm cấp huyền khí hạ phẩm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Một loạt động tác diễn ra với tốc độ ánh sáng. Lúc quay đầu nhìn lại, cánh bạch tàn hoa bay lả tả giữa không trung còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Lâm Nhất nhảy vọt lên, chém ra một kiếm. Dưới sự dẫn dắt của trường kiếm, cánh hoa tựa như hồ điệp nhanh chóng hội tụ lại, một lần nữa rơi vào cổ kiếm hạp. Hắn tra kiếm vào vỏ, sau đó đặt vào trong hộp. Đợi đến khi cánh hoa phủ kín, hắn mới đóng mạnh nắp hộp lại. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này một luồng hơi thở còn hung hãn, táo bạo hơn so với Lâm Nhất gào rú mà tới, cùng với đó là tiếng vó ngựa đang đến gần. Huyết long mã lao nhanh đến, một cước rồi lại một cước đá chết đám hung thú bị thương đang định bỏ trốn kia. Giá tính trên người nó còn điên cuồng hơn so với những con hung thú này, thế nên nó vung chân cực kỳ vô tình. Hai tay Lâm Nhất đặt lên hộp đựng kiếm đã dựng đứng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Huyết long mã vốn đứng đầu trong các loài ngựa, nghe nói nó có một chút huyết mạch của long tộc, cộng với da lông đỏ như máu nên mới có cái tên như vậy. Tuy nhiên hầu hết huyết long mã đều có huyết mạch long tộc đã pha tạp rất nhiều đời. Theo lý mà nói thì nó không hung tàn như vậy. Cũng không biết Vân gia tìm được con huyết long mã này ở đâu mà so với yêu thú còn hung hãn hơn. Sau khi đã chết đám hung thú, huyết long mã bắt đầu chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn một con mạnh nhất rồi cắn xé. Hiển nhiên nó đã muốn dùng bữa. Lâm Nhất im lặng thu thập vật liệu từ yêu thú, hắn chỉ nhặt một ít thứ quan trọng rồi đặt vào nhẫn chữ vật. Ánh lửa lập lòe chiếu sáng khuôn mặt của Lâm Nhất, hai tháng trôi qua, gương mặt trẻ trung đã trưởng thành không ít. Tóc dài buông lơi. Từng đường nét điển trai tê, toát lên sự điềm đạm hiếm có ở người thường. Dãy núi Hoàng Vân nối liền mấy chục quốc gia xung quanh. Lâm Nhất dự định băng ngang qua dãy núi này, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến Đại Tần Đế Quốc trong lời của Bạch Thu Thủy. Theo những gì Bạch Thu Thủy từng nói, Đại Tần Đế Quốc nằm ở phía tây nam Hoa Cổ Vực, là một tồn tại khổng lồ.
ở đó có những gia tộc truyền thừa cổ xưa, những môn phái có căn cơ vững chắc ngàn năm không suy, hơn thế nữa còn có rất nhiều nhân tài kiệt xuất, sáng chói như sao trên trời. Phóng nhãn khắp Nam Hoa cổ vực, Đại Tần đế quốc rất có tiếng tăm và không thể bỏ qua. Trong hai tháng này, hắn đã sớm trải nghiệm cảnh tượng như đêm nay rất nhiều lần. Đã có thể ứng phó một cách nhẹ nhàng như không có việc gì. Mặt trời treo cao, nắng như đổ lửa. Gào. Trong khu rừng oi bức, tiếng gầm thét đáng sợ của dã thú quanh quẩn không dứt, một con yêu thú sát khí đầy người đang lao như điên trong rừng. Ầm ầm ầm. Bị nó đụng phải, vô số gốc cổ thụ gãy lìa. Không có nhánh cây che chắn, ánh mặt trời nóng cháy chiếu thẳng xuống thiêu đốt vết thương tanh hôi trên thân yêu thú. Lúc này mới chợt nhận ra trên người con yêu thú này có rất nhiều vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa. Máu tươi ào ào tuôn ra như suối. Nhưng yêu thú vẫn kiên cường không ngã xuống, sức sống dẻo dai đã chống đỡ cơ thể, giúp nó chạy trốn. Vèo. Ngay khi nó chuẩn bị vọt ra xa, một bóng người màu lam từ giữa không trung rơi xuống, trên lưng mang theo một cái hộp đứng kiếm. Phong tòng long, vân tòng hổ, phong vân hội tụ, long hổ sinh uy. Bóng dáng màu xanh ra trời vọt lên trước một bước, thoáng chốc mây gió cũng ùa lên, khí thế tăng vọt tựa như đại dương bao la rộng lớn đang cuộn trào mà lên. Răng rắc. Mấy chục gốc đại thụ gãy lìa, yêu thú đang chạy như điên lập tức bị long hổ sinh uy chấn bay. Mãnh hổ hạ sơn. Thiếu niên mặc áo lam bay lên trời bày ra tư thế hổ vồ, diễn hóa một cách hoàn mỹ. Đánh một quyền lên người yêu thú, có thể nghe thấy âm thanh nổ tung vọng ra từ trong cơ thể nó, xương cốt và nội tạng đều bị chấn vỡ. Dưới ánh mặt trời, hào quang màu vàng bao phủ quanh nắm đấm hệt như một ngọn lửa đang rực cháy. Thiếu niên áo lam kia hiển nhiên chính là Lâm Nhất đã băng qua dãy núi Hoàng Vân. Ánh mặt trời chiếu rọi làm sáng lên vóc người của hắn, thoạt nhìn hắn đã cao hơn không ít, so với dáng vẻ gầy còm lúc trước cũng cường tráng hơn, nhưng lại không quá vạm vỡ, thô kệch. Nhờ có thất khiếu linh lung đan tầm bổ, thân thể hắn trở nên khỏe mạnh, dẻo dai và không tạo ra cơ bắp dư thừa. Cân đối hoàn mỹ giữa sức mạnh và hình thể. Sau khi triệt tiêu tiên thiên thuần dương công trong cơ thể, Lâm Nhất liếc nhìn con yêu thú đã chết thẳng cẳng, khẽ thở dài một hơi. Yêu thú có hình thể khổng lồ trước mắt tên là Xà Vĩ Sư. Nó có thân hình to lớn như sư tử, cái đuôi thì giống với rắn độc, có thể phun nọc độc và cắn xé kẻ địch. Tu vi của nó đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 10, đã gần tiếp cận với yêu thú tiên thiên. Trong hai tháng ở dãy núi này, liên tục đánh chết yêu thú võ đạo tầng 8 và tầng 9 đã sớm khiến Lâm Nhất mất đi chiến ý. Đối phó với chúng quá dễ dàng, nên hắn không thể không đánh chủ ý vào yêu thú tiếp cận tiên thiên. Nếu không thì mục đích du lịch để rèn luyện xem như không đạt được rồi. Thoạt nhìn con Xà Vĩ Sư này chỉ có cảnh giới võ đạo tầng 10, nhưng trên thực tế nó đáng sợ hơn rất nhiều. Tốc độ cực nhanh phối hợp với sức mạnh khổng lồ, thêm vào đó là thân thể to lớn và cái đuôi rắn xảo trá khiến nó khủng bố hơn so với đám yêu thú cùng cảnh giới. Lâm Nhất đã chiến đấu với nó suốt hai ngày trong rừng, nhờ vào sự hỗ trợ của huyết long mã mới không dễ dàng gì dày vò nó đến mức trọng thương. Trong lúc giao chiến hắn đã nhiều lần đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, vô cùng tàn khốc và hung hiểm. Sau hai tháng, Lâm Nhất đã có những thay đổi không nhỏ. Những đường nét điển trai trên khuôn mặt không có quá nhiều thay đổi nhưng khí thế hung ác ẩn hiện giữa hai đầu lông mày đủ để lòng người hoảng sợ. Đó chính là sát khí tích lũy được sau một quá trình miệt mài chém giết yêu thú. Một khi hắn nhướng mày sẽ để lộ sát khí đó ra ngoài, khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp cực lớn. Yêu đan. Sau khi rạch lồng ngực yêu thú ra và nhìn thấy một viên nội đan to cỡ nắm tay, Lâm Nhất kinh ngạc kêu lên. Khá lắm, cuối cùng cũng tìm được một viên yêu đan. Hắn lịch luyện hai tháng trong dãy núi Hoàng Vân, đã đánh chết hàng hà sa số yêu thú, thế nhưng không có một con nào có yêu đan. Không ngờ hôm nay lại phát hiện yêu đan trên cơ thể Xà Vĩ Sư. Khó trách con yêu thú này lại khó chơi như thế. Chương 203, chọc giận ma diễm hổ. Lâm Nhất biết rõ giá trị cực lớn của yêu đan nên hắn vô cùng mừng rỡ. Cộp cộp cộp. Ngay khi hắn đang định lấy nó ra thì một cái bóng đỏ như máu lao đến nhanh như tia chớp. Nó dùng thế như trẻ che há miệng cắn một miếng to trên thi thể Xà Vĩ Sư, một miếng thịt lớn cùng với yêu đan đồng thời bị nó cắn nuốt. Huyết long mã. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là nó đã nuốt trọn nội tạng và yêu đan. Lúc này, nó đang nhảy cẳng lên, vui sướng như chim sẻ, tứ chi cũng phát run. Thấy Lâm Nhất nhìn mình, nó nhe hàm răng đỏ tươi ra,
cười không ngừng. Đồ khốn kiếp! Lâm Nhất giận điên lên, xoay người tung cước đá văng một tảng đá. Vèo! Huyết Long Mã nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh một cách linh hoạt, sau đó lại nhìn Lâm Nhất cười rộ lên. Mày còn cười được à? Không đợi Lâm Nhất nổi giận, nó đã nghênh ngang chạy đi trong tiếng cười quái dị. Nhìn vóc dáng vạm vỡ của nó, Lâm Nhất nhún nhún vai cười khổ. Nếu thật sự nổi giận với nó thì e là sẽ khiến mình tức chết, thôi, mặc kệ nó. Huyết Long Mã cũng đã bỏ ra không ít công sức để chém giết Xà Vĩ Sư, nhiều lần nó đã cứu mạng Lâm Nhất. Nhưng khi nghĩ lại giá trị liên thành của nội đan thì tim Lâm Nhất như rỉ máu. Sau khi xử lý xong vật liệu trên người Xà Vĩ Sư, ánh mặt trời chiếu lên người khiến Lâm Nhất cảm thấy toàn thân ấm áp. Nội kình màu vàng lưu chuyển trong cơ thể, dưới ánh nắng chói chang càng toát ra sự phấn khích khó tả. Tiên thiên thuần dương công tầng 1 đã đả thông phần lớn kinh mạch, chỉ còn lại khoảng một nửa. Nghênh đón ánh mặt trời, Lâm Nhất cảm giác được nội kình thuần dương trong cơ thể đang không ngừng hoàn thiện nhờ vào tiên thiên thuần dương công. Nội kình thuần dương mạnh mẽ bá đạo càng lúc càng dồi dào, cô đọng, có điều số lượng kinh mạch còn lại cần đả không đã dần trở nên khó trồng thêm khó. Hắn nheo mắt nhìn lên trời, vẻ mặt dường như có điều suy nghĩ. Sau khi tu luyện dẫn linh quyết, Lâm Nhất biết được trong thiên địa ngoại trừ linh khí nguyên thủ còn có linh khí mang theo thuộc tính. Công pháp khác biệt tương ứng với linh khí khác biệt, nếu có thể đơn độc hấp thu thì chắc chắn sẽ giúp tu vi tăng vọt. Mặc dù đã ở dãy núi Hoàng Vân một thời gian dài nhưng đây là lần đầu ta gặp phải khu vực nóng như vậy, hiển nhiên linh khí thuộc tính hỏa ở đây khá nhiều. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu Lâm Nhất, nhưng hắn vẫn còn hơi do dự. Linh khí nguyên thủy vốn là nền móng. Bất kể có hấp thu bao nhiêu cũng không khiến cơ thể quá tải. Nhưng nếu hấp thu linh khí chỉ có duy nhất một thuộc tính thì khó mà nói được. Làm không tốt sẽ dẫn lửa thiêu thân, chẳng khác nào đang đùa với lửa. Nhưng nếu ta không mạo hiểm thì phải đợi đến lúc đột phá tiên thiên thuần dương công mới có thể đả thông kinh mạch. Không được. Đợi không được, Lâm Nhất thầm hạ quyết tâm. Đã bước vào thánh địa của linh khí thuộc tính hỏa thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội được chứ? Sau này biết bao giờ mới đến được chỗ như thế này lần nữa. Nghĩ vậy, Lâm Nhất lập tức lao nhanh trong khu rừng, không ngừng tìm kiếm. Hắn muốn tìm nơi có linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm nhất. Sau hai canh giờ, Lâm Nhất dừng bước tại một vùng đất có hơi nóng bốc lên. Nơi đây cây cối thưa thớt, thực vật sinh trưởng hầu hết là những bụi gai, bụi cỏ cứng như kim loại. Cũng đúng, chỉ có loại thực vật cứng rắn như vậy mới có thể tồn tại ở mảnh đất rực lửa này. Chính là nơi này. Lâm Nhất không mạo hiểm tiến lên mà tập trung quan sát xung quanh. Giờ đây hắn đã không còn là một tay mơ nữa, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được ở vùng đất quý báu này chắc chắn có yêu thú chiếm cứ. Lâm Nhất cẩn thận lui về phía sau, leo lên một cây đại thụ cao tới trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống. Trời ạ! Ở đằng kia, trên một gò núi nóng cháy có một con ma diễm hổ da lông toàn thân như lửa đang nằm, sát khí tiên thiên tản ra từ trên người nó. Lúc trước, Lâm Nhất từng đụng độ với ma diễm hổ, khi đó hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng, vừa thấy liền quay đầu bỏ chạy. Nếu không, lỡ bị nó đuổi kịp e là mấy cái mạng cũng không đủ mà dùng. Giờ phút này, con ma diễm hổ kia đang nằm thoải mái trên một phiến đá nóng rực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng gầm gừ khe khẽ vang vọng quanh đây, phạm vi mấy ngàn thước lân cận không có một con yêu thú nào dám bén mảng đến gần. Vèo vèo vèo. Bóng người bay nhảy giữa những nhánh cây, Lâm Nhất lẳng lặng rút lui, mãi đến khi rời khỏi phạm vi lãnh địa của ma diễm hổ mới dừng lại. Một tiếng huýt sáo phát ra từ trong miệng hắn, liên miên không dứt, vang vọng khắp khu rừng. Cộp cộp cộp. Chợt, một loạt tiếng vó ngựa vọng đến, luồng hơi thở táo bạo khuấy động khu rừng, khiến bầy chim nháo nhác bay vọt lên trời. Một lúc sau, Huyết Long Mã xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Hắn ngồi trên tàng cây nhìn xuống. Sau khi nuốt nội đan của Xà Vĩ Sư, sát khí hung hãn trên người nó càng ngày càng đáng sợ. Hai tháng nay, không chỉ tu vi của Lâm Nhất tăng mạnh, mà Huyết Long Mã theo bên cạnh hắn, được thỏa thích ăn thịt yêu thú tươi mới mỗi ngày cũng có cảnh giới tăng vọt. Vừa nãy nó đã luyện hóa một viên yêu đan, nên khí tức trên người có thể sánh ngang với yêu thú võ đạo tầng 10. Dạo gần đây tên này có vẻ thoải mái quá rồi, cũng nên để nó nếm chút đau khổ. Lâm Nhất mỉm cười nhảy xuống. Rơi xuống trước người Huyết Long Mã. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Hồng, tới giúp ta một việc. Huyết Long Mã rất có linh tính, nhìn Lâm Nhất khoa chân múa tay một hồi, nó lập tức hiểu được ý hắn.
Vốn dĩ tưởng rằng huyết long mã sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng nào ngờ nó lại hớn hở đáp ứng. Việc này khiến Lâm Nhất có hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đầu óc con huyết long mã này có vấn đề à? Huyết long mã ngẩng đầu ưỡn ngực, lao nhanh đến lãnh địa của ma diễm hổ. Cộp cộp cộp, bụi bay mù mịt, huyết long mã vừa bước vào lãnh địa của đối phương đã lập tức làm kinh động ma diễm hổ đang ngủ say. Ma diễm hổ ngủ say xưa, chẳng buồn mở mắt, chỉ tản ra hung uy tiên thiên trên người mình. Yêu thú tầm thường lạc bước đến đây chỉ cần cảm nhận được hung uy tiên thiên sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng huyết long mã lại chẳng chút quan tâm, nó vẫn ngẩng cao đầu cất bước, chạy nhanh đến. Ma diễm hổ mơ màng mở mắt, trong tầm mắt nó xuất hiện một con huyết long mã đang lao đến. Lúc này, nó có hơi ngơ ngác, hoài nghi có phải do mình ngủ say quá nên nhìn lầm hay không. Ma diễm hổ là yêu thú đã bước vào tiên thiên, thế nên linh trí của nó không hề kém. Nó đã từng gặp qua huyết long mã, trong dãy núi Hoàng Vân này cũng đã làm thịt mấy con rồi, ngày thường hễ thấy nó là lũ này sợ run lên. Có bẫy à? Ngay khi nó còn đang không hiểu ra sao, huyết long mã đã lao đến, trong tiếng cười quái dị, nó đột nhiên giơ chân lên, tung một cú đá nhanh như chớp vào mông ma diễm hổ. Búp! Ma diễm hổ choáng váng, có một con huyết long mã vừa đá mông ta. Nó bị đần à? Huyết long mã nghi hoặc nhìn ma diễm hổ còn đang ngẩn người, nó lại tiến lên đá thêm một cú nữa. Búp! Một cú này có hơi dùng sức khiến ma diễm hổ rú lên vì đau. Không phải nằm mơ, có một con huyết long mã đá mông ta, lại còn đá hai lần. Ta giết chết ngươi. Trong cơn giận dữ, ma diễm hổ điên cuồng gào lên, da lông toàn thân dựng đứng lên hệt như một ngọn lửa đang bốc cháy. Hung uy ngập trời bộc phát từ trên người nó, trong phạm vi vạn mét, chúng yêu thú bị dọa đến mức tranh nhau bỏ trốn. Huyết long mã sớm đã nhảy ra xa, trong tiếng cười quái dị, nó quay đầu tuét miệng, nhe hàm răng đỏ quẹt ra. Rầm rầm rầm. Ma diễm hổ tức điên lên, tứ chi đạp mạnh xuống đất, lấy đà lao đi như điên. Mỗi một chân đạp xuống có sức nặng ngàn cân, nó chạy đi khiến mặt đất run lên từng hồi. Chẳng mấy chốc, huyết long mã đã dẫn dụ ma diễm hổ biến mất ở phía cuối khu rừng. Vèo. Một bóng dáng màu xanh lam vác trên lưng cổ kiếm hạp rơi xuống vị trí ma diễm hổ vừa nằm nghỉ. Lâm Nhất nhìn ma diễm hổ đang đuổi theo huyết long mã ở đằng xa, khẽ cười nói, đầu óc tên nhóc này tuy có vấn đề nhưng vẫn đáng tin cậy đấy chứ. Chương 204, đột phá võ đạo tầng 10. Thu lại tầm mắt, Lâm Nhất quan sát khối nham thạch dưới chân. Một lát sau hắn phát hiện ra chút môn đạo. Nham thạch ở trong một khu vực có nhiệt khí bừng bừng, chưa tới mức nóng rực, mà chỉ nóng bình thường, nhưng chỉ mới đứng bên trên thôi, Lâm Nhất đã có thể cảm nhận được bên trong cơ thể đang trở nên cực kỳ ấm áp. Không cần cố gắng vận chuyển công pháp đã có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa từng chút thấm vào cơ thể. Nội kình thuần dương cứ như vậy mà thong thả tự nhiên tăng trưởng. Chẳng trách con ma diễm hổ lại thích ngủ trên này. Lâm Nhất lộ vẻ sửng sốt, hóa ra trong lúc nghỉ ngơi cũng có thể gia tăng thực lực, đúng là rất thần kỳ. Nếu như chẳng làm gì cũng có thể tăng trưởng tu vi, vậy vận chuyển công pháp thì sao? Nghĩ như vậy, trái tim Lâm Nhất bắt đầu đập thình thịch. Yêu thú cũng không thể so được với võ giả, chúng không biết công pháp, chỉ có thể hấp thụ linh khí tính hỏa ở khu vực này một cách tự nhiên. Ngu ngốc mà không có hiệu quả. Lâm Nhất lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Khoảnh vừa mới vận chuyển công pháp, Lâm Nhất liền cảm nhận được vô số linh khí tính hỏa bên dưới bốc lên mà tới. Oanh! Nháy mắt, hắn giống như một cái hỏa lò, toàn thân đỏ rực như sắt nung, khô nóng không thể chịu nổi. Cảm giác chỉ cần lơ là một chút thì hắn lập tức có thể nổ tung. Cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên bạo phát, từng màng huyết nhục và tế bào trong cơ thể đều như đang bốc cháy. A! Tình huống bất thình lình xảy ra làm hắn sợ tới mức tinh thần hỗn loạn, khi hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa thì Lâm Nhất gào lên một tiếng rồi nhảy xuống. Nhưng nghĩ lại thì vẫn chưa đến cực hạn đã từ bỏ, sau này còn có thể kiên trì làm việc gì được chứ? Thử lại xem sao. Lâm Nhất cắn răng chịu đựng, ổn định lại tinh thần, tiếp tục vận chuyển công pháp, để nội kình thuần dương lưu chuyển trong cơ thể như một dòng suối. Xuy xuy. Mồ hôi vừa chảy ra trên trán đã lập tức bốc hơi, làm khí nóng trên đỉnh đầu hắn không ngừng bốc lên. Gương mặt thiếu niên dưới cái nắng gay gắt chiếu vào thoáng run rẩy, cho thấy những đau đớn mà hắn đang chịu đựng trong khoảnh khắc này khó kiềm chế như thế nào. Nhưng hắn vẫn kiên trì, cắn răng chống đỡ,
với nghị lực kinh người tiếp tục vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Dần dần, nhiệt độ trên người cũng chậm chậm giảm xuống. Nội kình thuần dương lưu chuyển như nước, toàn bộ hấp thu hết linh khí tính hỏa tán loạn trong cơ thể lại. Cùng với sự lớn mạnh của nội kình thuần dương, tình trạng trên người Lâm Nhất dần dần chuyển biến tốt lên. Sau khi tiên thiên thuần dương công hoàn mỹ vận chuyển được một vòng lớn thì hoàn toàn ổn định lại. Linh khí tính hỏa vừa tiến vào trong đã lập tức bị nội kình thuần dương ầm ầm hấp thu, không đến mức bị khuếch tán ra ngoài. Tuy nói là vậy, nhưng nhiệt lượng tản ra bên ngoài vẫn cực kỳ đáng sợ. Khiến Lâm Nhất không dám có một chút sơ ý nào, hắn hiện tại coi như đã biết, suy nghĩ trước đó của bản thân mạo hiểm cỡ nào. Oanh! Nội kình thuần dương trong cơ thể không ngừng lớn mạnh, từ màu vàng nhạt trước đó lại biến thành màu vàng kim, phát tán ra bên ngoài tạo thành vòng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, bao phủ xung quanh Lâm Nhất 100 mét. Quang mang hạ xuống mặt đất nóng rực cự nhiên lại khiến mặt đất lập tức hừng hực bốc cháy. Xôn xao! Xung quanh Lâm Nhất 100 mét nháy mắt biến thành ngọn lửa lớn cháy bừng bừng, vây quanh lấy hắn. Mạnh quá! Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng. Chỉ mới miễn cưỡng nửa canh giờ mà nội kình thuần dương trong cơ thể lại lớn mạnh đúng gấp đôi. Điều khiến hắn bất ngờ là khi quán nhập với linh khí thuộc tính hỏa dưới mặt đất, nội kình thuần dương dường như đã xảy ra sự biến đổi về chất. Suy suy. Linh khí tính hỏa nóng rực sau khi ổn định lại thì từ từ bị huyết nhục dung hợp. Sự đau đớn trên cơ thể biến mất từng chút một, cơ thể hắn phảng phất như binh khí đang được mài giũa bằng ngọn lửa lớn vậy. Thú vị, không những nội kình thuần dương trở nên mạnh hơn. Mà thân thể cũng biến đổi. Xem ra thuần dương công của Thanh Vân Môn không đơn giản như trong tưởng tượng. Cảm nhận thấy sau khi thuần dương bị thiêu đốt thì thân thể cũng đang trở nên mạnh lên. Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc. Cũng đến thời điểm bắt tay vào chuẩn bị đột phá rồi. Không biết ngọn nguồn thuộc tính hỏa của mảnh đất này có thể kiên trì bao lâu, Lâm Nhất nắm lấy cơ hội chuẩn bị đột phá tiên thiên thuần dương công tầng thứ nhất. Ngay sau đó, hắn lợi dụng nội kình thuần dương cô đọng gấp mấy lần đã hóa thành màu vàng kim trong cơ thể để bắt đầu tập kích. Dưới sự tấn công của nội kình hùng hậu này, kinh mạch còn lại của tiên thiên thuần dương công tầng thứ nhất được đả thông từng chút một. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng vui sướng. Nói một cách đơn giản, chỉ có sau khi hắn đột phá cảnh giới tiên thiên thì mới có thể làm được. Nhưng hiện tại mạo hiểm một phen, rốt cuộc lại có thu hoạch khá tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngọn lửa vây quanh Lâm Nhất càng lúc càng mãnh liệt. Thình thịch. Nửa canh giờ sau, trong cơ thể Lâm Nhất nổ ầm một tiếng cực lớn, tiên thiên thuần dương công chính thức đột phá nút cổ chai tầng thứ nhất, tấn thăng đến tầng thứ hai. Đúng trong lúc này, viên thất khiếu lung linh đan chỉ còn bằng móng tay được khảm trước ngực hắn đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Sự bồi dưỡng đến từ tinh hoa đan dược khiến Lâm Nhất nháy mắt sảng khoái vô cùng, toàn thân trở nên cực kỳ nhẹ nhõm dễ chịu. Tu vi võ đạo cũng đang điên cuồng tinh tiến với tốc độ không thể tin nổi. Lợi ích cuối cùng của viên thất khiếu lung linh đan khiến tu vi võ đạo tầng 9 của Lâm Nhất giống như một cơn đại hồng thủy không thể ngăn cản một đường khuấy động. Ngay tại chính khoảnh khắc này, hắn phát hiện ra cơ thể bỗng có cảm giác rất kỳ diệu. Cảnh giới hậu thiên, kinh mạch liên tiếp được mài giũa, xương cốt, khí huyết, bắp thịt, xương tủy và lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu tuôn ra một tia tinh hoa. Oanh! Vô số tinh hoa như bách lưu tụ lại, ngưng tụ tại đan điền thành một quang điểm sáng chói. Hạt giống tiên thiên. Trong lòng Lâm Nhất kinh ngạc, đây là hạt giống tiên thiên mà chỉ có đột phá võ đạo tầng 9, đạt đến tầng 10 mới có thể ngưng tụ ra. Sau khi các điểm tinh hoa hoàn toàn hội tụ lại, một viên hạt giống tiên thiên to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, hoàn toàn thành hình. Đánh dấu rằng Lâm Nhất chính thức tấn thăng lên cảnh giới võ đạo tầng 10. Theo lý mà nói, hắn ít nhất cần một tháng mới có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 10. Chương 205, cựu tử nhất sinh. Lại không ngờ, hôm nay dưới sự đột phá của tiên thiên thuần dương công, đã hoàn toàn phát huy công dụng của thất khiếu lung linh đan không còn dư thừa lại một giọt nào. Giúp hắn tấn thăng lên được cảnh giới gọi là ngụy tiên thiên này trước một bước. Tô Hàm Nguyệt thật sự đã đoán đúng rồi, để lại một viên thất khiếu lung linh đan, giúp hắn dẹp tan chướng ngại phiền phức nhất của võ đạo tầng 10, căn cốt không tốt. Sau ngần ấy năm, khi Lâm Nhất chân chính hiểu được giá trị của thất khiếu lung linh đan, mới hiểu ra ý tốt của Tô Hàm Nguyệt đối với hắn có nghĩa là gì. Nhưng trước mắt, hắn chưa kịp vui mừng đã nhanh chóng phát hiện ra bản thân Lâm vào phiền phức rồi. Vốn dĩ tiên thiên thuần dương công tấn thăng tầng thứ hai này vẫn đang tiếp tục vận chuyển, không ngừng hấp thụ lấy linh khí thuộc tính hỏa. Tiên thiên thuần dương công tầng thứ nhất chính là nhất trùng thiên.
Tầng thứ hai không chỉ mạnh hơn gấp mấy lần tầng thứ nhất, mà tốc độ và số lượng hấp thu linh khí thuộc tính hỏa cũng đạt đến mức kinh người. Trong lúc hắn bị hạt giống tiên thiên làm cho phân tâm thì đã ngưng tụ đến cảnh giới khổng lồ mà khủng bố rồi. Đợi đến lúc hắn bừng tỉnh lại thì phát hiện ra lục phủ ngũ tạng, và cả máu huyết đều như đang bốc cháy. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn hoàn toàn đã biến thành một quả cầu lửa. Ngọn lửa hùng hậu cương mãnh bá đạo, thiêu đốt từ trong ra ngoài, khiến hắn giờ phút này ngay đến đau đớn cũng không cảm nhận được nữa. Chết tiệt, sao lại thế này? Trong lòng Lâm Nhất hoảng sợ vô cùng, nỗ lực muốn khống chế thuần dương công, nhưng lại phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Khắp nơi đều là linh khí tính hỏa, bất luận thế nào cũng không thể tiêu tan được, tình hình nguy cấp đến mức sắp xảy ra tai nạn rồi. Thêm vài lần hô hấp nữa thì hắn sẽ bị đốt cháy đến cho tàn cũng không còn lại chút gì mất. Hỏa diễm đốt người, chơi với lửa có ngày chết bỏng. Kết quả xấu nhất nghĩ đến trước đó đã ứng nghiệm trên người hắn, chỉ đành trừng mắt nhìn bản thân bị thiêu chết. Đúng là vui quá hóa buồn, nhân sinh thay đổi thật nhanh, đến vận mệnh cũng không thể dự đoán trước được. Trong lòng Lâm Nhất cười khổ một tiếng, trong tuyệt cảnh không cách nào thay đổi này, ít nhiều có chút bất lực. Siêu. Đúng lúc hắn sắp hoàn toàn bị ngọn lửa này nuốt chừng thì sự việc không ngờ được lại xảy ra. Hộp đựng kiếm cổ đeo trên lưng hắn trong ngọn lửa cháy rừng rực này đang bong ra từng mảng vết xỉ rắt cũ kỹ, để lộ ra vẻ hoa lệ cầu kỳ, đường hoa văn rực rỡ sáng bóng. Siêu. Linh khí tính hỏa trong cơ thể Lâm Nhất trong khoảnh khắc này đều bị hộp kiếm ra sức hấp thu, hút lấy ngọn lửa cháy dũng mãnh vào trong. Vết tích trải qua năm tháng lưu lại trên hộp kiếm bong ra từng mảng. Sau khi bị hút sạch sẽ ngọn lửa đang thiêu đốt trong người Lâm Nhất thì hộp kiếm trên lưng hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục hấp thu từ tận ngọn nguồn tính hỏa đến từ khối nham thạch dưới đất này. Xôn xao. Phạm vi mấy ngàn thước xung quanh, địa nhiệt trong lãnh thổ của ma diễm hổ bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến mất. Không đến một lát sau, địa nhiệt cả một vùng hoàn toàn tan biến. Không còn sót lại chút gì, hộp kiếm cổ đã hoàn toàn hấp thu sạch sẽ ngọn nguồn tính hỏa này rồi. Xoát xoát xoát. Làn da bị đốt cháy của Lâm Nhất từ từ hồi phục lại, để lộ da non mới mọc. Da thịt ôn hòa rực rỡ, giống như thay da đổi thịt, tựa hồ như ngọn lửa vừa rồi đã luyện hết tạp chất trong cơ thể hắn ra ngoài vậy. Sau thời gian chỉ đúng bằng một tách trà, tạp chất trên người Lâm Nhất mới rớt hết ra ngoài. Hắn mở to hai mắt, con người như ánh bình minh, sáng rực như bảo thạch tinh thần, trông rất say mê lòng người. Vết ấn ký kiếm nô màu tím giữa mi tâm cũng bớt chói mắt hơn, đem lại cho gương mặt thanh tú của hắn thêm một vẻ yêu dị hơn. Cửu tử nhất sinh, nhiều lần lên xuống, Lâm Nhất trong lòng cảm thán không thôi, tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, hắn chỉ khẽ động đậy, quần áo trên người đã biến thành một đống cho tàn. Lộc cộc. Phía trước tuyền tới từng tràng tiếng vó ngựa, huyết long mã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Sau khi nhìn thấy Lâm Nhất, Tiểu Hồng rõ ràng trông vui vẻ lên hẳn, không ngừng nhảy lên không trung nhe răng ra hí lên, dường như đang nói ta lại quay lại rồi. Thấy bộ dạng vui mừng của con huyết long mã, Lâm Nhất vừa sống lại từ cõi chết bất lực cười nói, hàng loại hai, vui mừng vậy sao? Chỉ có điều, giây tiếp theo khiến hắn không thể cười nổi nữa. Một cỗ hung uy tiên thiên táo bạo mà khủng bố. Phổ thiên cái địa cuồn cuộn quét tới, chính là con ma diễm hổ tức giận đến cực điểm đang đuổi gần tới rồi. Ông nội nhà ngươi à? Tâm tình Lâm Nhất kích động, thật sự không kiềm chế được mà phải chửi thề một câu, sớm muộn gì cũng bị con huyết long mã này hại chết. Một chút đầu óc cũng không có, đang yên đang lành lại dụ con ma diễm hổ đó quay lại. Vội vàng mặc lại y phục rồi cùng con huyết long mã điên cuồng bỏ chạy. Chạy. Lâm Nhất và huyết long mã chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là chạy. Ma Diễm Hổ đã vượt qua võ đạo tầng 10, chính là hung thú tiên thiên hàng thật việc thật. Chênh lệch giữa tiên thiên và hậu thiên cực lớn, cho dù Lâm Nhất hiện tại đã tấn thăng lên võ đạo tầng 10, nhưng vẫn không có bao nhiêu phần thắng. Cho dù thắng thì cũng phải chật vật thê thảm mới thắng được, có thể còn không giết chết được con Ma Diễm Hổ này. Trong dãy núi Hoàng Vân này, yêu thú hoành hành, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ. Đừng thấy Lâm Nhất trước đó liệp sát yêu thú dễ như giết chó giết gà, nếu như liều mạng với ma diễm hổ thì hai bên đều cùng phải chịu thiệt. Yêu thú trong dãy núi Hoàng Vân muốn giết chết hắn cũng giống như giẫm chết một con chó hoang vậy. Giống. Ma diễm hổ đột nhiên điên cuồng gào thét, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, tiếng xé gió quanh quẩn, chấn động đến mức khiến màng tai run lên.
Hóa ra là con ma diễm hổ này thấy lãnh thổ của mình không còn sót lại chút linh khí tính hỏa nào nữa nên mới hoàn toàn nổi điên. Lâm Nhất cảm nhận được từ sau lưng đột nhiên có sóng nhiệt ngập trời, một loạt đại thụ ầm ầm đổ xuống. Quay đầu lại nhìn thì thấy ma diễm hổ trong lúc tức giận đã phun ra một đạo ma diễm. Ma diễm như rồng như rắn quét sạch tất cả mà tới, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Siêu. Mắt thấy hỏa diệm này sắp nuốt chừng mình, Lâm Nhất lăn trên đất né tránh, hỏa diệm sượt qua mặt lao tới, cực kỳ hung hiểm. Bang bang bang. Mặt đất không ngừng rung động, Lâm Nhất tốn chút công phu mới có thể đứng lên được, không dám quay đầu lại nhìn. Tiếng hít thở trầm trọng phía sau giường như đang sát bên tai, đã có thể cảm thấy ma diễm hổ không còn cách xa nữa. Trong lúc chạy thục mạng, những mãnh thú khác trong dãy núi Hoàng Vân cũng thất kinh hoảng hốt. Vô tình lại dẫn phát ra một đàn triều thú. Có điều hiện tại, Lâm Nhất không có ý định quan tâm đến chúng, trong lòng chỉ muốn chạy nhanh hơn chút. Ngẩng đầu lên nhìn thì đột nhiên tức gần chết, con huyết long mã không biết từ lúc nào đã chạy đằng trước hắn rồi. Lâm Nhất vỗ một cái vào trán, ảo não nói, ở cùng với đồ ngốc này lâu ngày, đầu óc cũng ngu đi rồi, ta có ngựa thì việc gì phải chạy. Siêu. Lăng không bay lên, Lâm Nhất từ phía sau hoàn hảo nhảy lên lưng con huyết long mã. Lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, tóm lấy dây cương chuẩn bị cho ngựa phi nước đại. Nhưng con huyết long mã mà hắn vừa leo lên ngồi dường như lại hiểu sai ý, táo bạo giống lên một tiếng rồi theo dây cương quay đầu lao về phía ma diễm hổ phía sau. Vừa quay đầu lại, Lâm Nhất lập tức nhìn thấy con ma diễm hổ lông dựng lên như ngọn lửa, cao gần 10 mét, cái miệng lại phun ra một ngọn ma diễm nữa tới. Con huyết long mã vẫn không ngừng chạy như điên, chiến ý tăng vọt. Cái thứ óc lợn này. Bốp. Chương 206, huyết chiến ma diễm hổ. Lâm Nhất tức mình tự cho bản thân một cái bạt tai, vừa nãy rốt cuộc là dây thần kinh nào bị đứt mà lại nghĩ đến việc nhảy lên lưng con huyết long mã chứ. Nhưng hiện tại đã bị con huyết long mã này đưa vào tình cảnh liều chết một phen, không thể quay đầu nữa rồi. Không thể quay đầu, vậy thì chiến thôi. Lâm Nhất suy cho cùng vẫn là một người quyết đoán, lửa giận vì bị con ma diễm hổ này truy đuổi cả nửa ngày trời giờ phút này đang hết thảy bị bức bùng lên. Tiên thiên thuần dương công kích động, lúc Lâm Nhất đang định liều mạng với ngọn lửa cháy bỏng này, dùng mãnh hổ quyền đỉnh phong để trực tiếp đánh vỡ tan ngọn ma diễm. Thì con huyết long mã lại hồn nhiên không để ý, phi lên không trung lao tới. Phanh! Nó lấy cái đầu của nó ngang ngược chặn đứng ma diễm đang cuồn cuộn thổi tới. Lâm Nhất nằm dạp trên lưng ngựa cũng không phải chịu chút thương tổn nào. Ma diễm tản ra trong không trung, giống như pháo hoa nở rộ. Lâm Nhất không kịp suy nghĩ, nhân lúc huyết long mã đánh tan ma diễm liền lăng không bay lên. Tích tụ nội kình thuần dương, đánh một quyền về phía con ma diễm hổ. Ma diễm hổ coi thường không để tâm, trực tiếp dùng hổ trường tát tới một cái. Hổ khiếu sơn lâm. Lâm Nhất siết chặt nắm tay. Bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim như ngọn lửa rực cháy, dùng sát chiêu mãnh hổ quyền nghênh đón. Thình thịch. Khi hổ trường đụng phải quyền mang đã bạo phát ra âm thanh kinh thiên động địa, dư âm chấn động lan ra khiến cuồng phong nổi lên. Lực đạo khổng lồ thuận theo cánh tay dũng mãnh thâm nhập vào trong cơ thể, nhưng lập tức bị nội kình thuần dương trong người hóa giải. Lâm Nhất vậy mà cũng không bị một trường của con ma diễm hổ này đánh bay, một quyền đánh ra ngang sức ngang tài. Trong lòng chợt cả kinh. Nội kình thuần dương sau khi lột xác lại cương mãnh như vậy. Trong mắt ma diễm hổ lóe lên tia lửa giận, con người nhỏ bé này lại có lực đạo không thua kém nó. Lập tức, hai hổ trưởng như cuồng phong cùng lúc vỗ tới. Thình thịch, hổ trưởng thứ nhất có kích thước lớn bằng gương mặt Lâm Nhất, nhanh chóng vung lên. Cuồng phong cuốn theo thổi cho Lâm Nhất có chút không mở nổi mắt, cơ thể trong không trung chật vật đung đưa. Trong lúc điên cuồng đối chiến. Lâm Nhất cảm nhận được lực lượng của con ma diễm hổ mỗi lúc lại mạnh hơn trước. Sau 10 lần miễn cưỡng chiến đấu, dưới sự chật vật hắn đã bị đánh trúng một chưởng. Phốc! Lâm Nhất chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau khi rơi xuống đất, nặng nề lăn mất mấy vòng. Đau quá! Vẫn là quá tốn sức rồi, cho dù là nội kình thuần dương tầng thứ 2 thì vẫn không thể đối kháng với yêu thú tiên thiên chân chính. Trong mắt con ma diễm hổ, sự khinh bỉ trước đó sớm đã tiêu tan đi. Nhìn thấy Lâm Nhất rơi xuống đất, hai tròng mắt huyết sắc của nó hiện lên một tia cẩn trọng. Thân là yêu thú tiên thiên, linh trí của nó vượt xa yêu thú bình thường nhiều, cũng không thiếu chút hiểu biết thô sơ về võ giả loài người. Trước đó khi chiến đấu với võ giả loài người có võ đạo tầng 10 như Lâm Nhất,
một hổ trưởng của nó là có thể khiến đối phương trọng thương. Tiên thiên và hậu thiên đều có biến đổi về chất. Dù có hơi chút lợi hại, thì với song trưởng như tia chớp đánh tới, sau 10 lần liền có thể đánh cho thịt nát xương tan. Chưa từng có ngoại lệ. Nhưng người trước mắt đây không những không bị đánh cho nát người, mà vẫn có bộ dạng còn thừa sức, đến trọng thương cũng không. Xoát xoát. Chợt thấy trong lòng hổ trưởng của nó, vuốt hổ sắc bén như lưỡi dao bắn ra, nhất thời hàn quang lạnh như băng, không khí trong không trung đều trở nên ngưng trọng. Trong lòng Lâm Nhất lập tức thất kinh, con ma diễm hổ trước mắt này hoàn toàn không giống với những con yêu thú mà hắn đã đánh trước đây. Lại có thể ẩn giấu chiêu át chủ bài, còn có thể phân tích thực lực của hắn. Hắn chợt bừng tỉnh, cho dù thực lực của bản thân có tiến nhanh, cũng không phải là đối thủ của con ma diễm hổ này. Siêu! Thân hình to lớn của con ma diễm hổ bổ nhào tới với tốc độ nhanh nhẹn dị thường. Móng vuốt hổ sắc bén hiện lên một tia hàn quang u lánh, hung hăng cào tới. Lâm Nhất vội vàng đứng lên, điên cuồng lùi lại. Nhưng vẫn chậm một bước, y phục bị xé toạc trước ngực, để lại vết thương 10 vết cào rướm máu, sâu có thể nhìn thấy xương, suýt chút nữa là sâu đến vào trong tận nội tạng. Lâm Nhất đau đến mức hít ngược một ngụm khí lạnh, chậm thêm một chút nữa thì khả năng sẽ bị xé toạc làm đôi mất. Nhưng sự né tránh vừa rồi đã là cực hạn của hắn rồi. Máu tươi tuôn xối xả trước ngực, vì bị trọng thương nên tốc độ chỉ có thể chậm chứ không thể nhanh. Vừa nghĩ vậy, hắn không khỏi trào lên từng trận cảm giác hoảng sợ. Ma diễm hổ mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, sát khí kinh người tản ra trong đôi mắt của nó, trong mắt nó Lâm Nhất đã là một người chết rồi. Nhưng đúng trong lúc tuyệt cảnh này, một thân ảnh đỏ như máu xuất hiện giữa không trung. Con huyết long mã bị lãng quên, trên dưới toàn thân toát lên sát khí bức người, vô cùng ngang ngược đột nhiên chạy tới, nhanh như tia chớp, lấy dũng khí khiếp người cắn lên người con ma diễm hổ. Giống. Ma diễm hổ hung hăng lập tức đau đớn gào giống lên, thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy, muốn thoát khỏi con huyết long mã. Nhưng hai hàm răng của huyết long mã lại như kìm sắt cắn chặt không buông. Chính là lúc này. Không quan tâm vết thương trên người, Lâm Nhất phẫn nộ gầm lên một tiếng, bỏ hộp kiếm xuống định lấy táng hoa kiếm ra. Nhưng trong lúc then chốt, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, hộp kiếm nặng hơn gấp mấy lần so với bình thường. Tu vi hiện tại đã tăng cao, nhưng lúc bỏ xuống vẫn vô cùng mất sức. Đáng giận. Nhìn thấy con huyết long mã đang không ngừng bị ma diễm hổ đánh, giây tiếp theo có lẽ sẽ không chống cự được nữa. Hai mắt Lâm Nhất đỏ hoe, nhảy mạnh lên, hai tay cầm chặt hộp kiếm, cả cái hộp kiếm như một cánh cửa, cứ như vậy đập vào đầu con ma diễm hổ. Cũng đúng lúc này, nội kình thuần dương màu vàng kim trong người Lâm Nhất lại không thể kiểm soát bị hộp kiếm hút đi. Hoa văn cổ xưa trên hộp kiếm đã thôn tính nội kình thuần dương của Lâm Nhất tỏa ra một mạt quang mang, giống như một ngọn núi cao, đập lên đầu con ma diễm hổ. Thình thịch. Cái đầu cứng chắc của mã diễm hổ bị một đập này nổ tung trước mắt Lâm Nhất. Nhìn thấy huyết tương nổ bắn ra, Lâm Nhất vội vàng né tránh, chỉ sợ bị phun lên mặt. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, cắt không ra giọt máu. Nội kình hùng hậu trong người sau một kích vừa rồi lại tiêu hao toàn bộ. Há miệng thở hổn hển, Lâm Nhất có chút không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mặt. Con ma diễm hổ đáng sợ cứ như vậy chết rồi ư. Một đập bằng hộp kiếm cổ lại không thể bị nổi đã đập chết con yêu thú tiên thiên cực kỳ ác độc. Mệt quá. Không kịp suy nghĩ kỹ càng, Lâm Nhất vuốt trán, chỉ cảm thấy sự mệt mỏi vô tận và đau đớn kéo ập tới. Không thể ngủ, không được ngủ, không được ngã xuống. Lâm Nhất với ý chí đáng kinh ngạc đã khống chế ý thức của mình. Hôn mê trong dãy núi Hoàng Vân vô cùng hung hiểm này có nghĩa là gì, hắn biết rất rõ. Không có kết quả nào khác, chỉ có thể trở thành món ngon cho đám yêu thú khác, đặc biệt là thi thể của con ma diễm hổ này chắc chắn sẽ thu hút yêu thú khác tới. Nhưng sự đau đớn và mệt mỏi cũng không thua kém ý chí của hắn. Trong đầu ong ong, Lâm Nhất vẫn ngã xuống, ý thức mơ hồ hắn nhìn thấy một mặt ngựa đi tới đi lui trước mặt hắn. Là cái con ngựa ngốc đó. Ý thức cuối cùng im bặt mất đi. Hắn hoàn toàn chìm vào mê man. Chương 207, ngọn lửa tím trên cổ kiếm hạp. Khi mở mắt ra, tất cả mệt mỏi đều đã tan biến. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, hắn liếc nhìn vết thương trước ngực mình, lúc này miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Sau khi được thuần dương liệt diễm thiêu đốt, khả năng khôi phục của thân thể đã tăng vọt so với trước kia. 10 vết thương sâu đến tận xương lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Lâm Nhất đứng dậy.
khoanh chân ngồi xếp bằng rồi bắt đầu quan sát chung quanh. Ngoại trừ thi thể của ma diễm hổ đang nằm trên mặt đất, còn có thi thể của rất nhiều yêu thú khác chất ngổn ngang. Sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện những yêu thú này đều bị huyết long mã đá chết. Hẳn là trong khoảng thời gian này, huyết long mã vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn. Con ngựa ngốc này cũng có chút lương tâm đấy chứ. Lâm Nhất mỉm cười, hướng mắt nhìn ra xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng huyết long mã đâu cả. Không biết nó lại lang thang ở đâu rồi, huyết long mã vốn tràn đầy giá tính, nó vẫn luôn như thế nên Lâm Nhất cũng không quá để tâm. Ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân thể to lớn của ma diễm hổ. Nhìn thấy thi thể ma diễm hổ, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, lần này đúng là nhặt về được một cái mạng. Lâm Nhất lấy ra một cây dao găm từ trong nhẫn chữ vật, bắt đầu thu thập vật liệu trên người ma diễm hổ. Đầu tiên là lột da hổ, ma diễm hổ chỉ bị thương phần đầu, da toàn thân có thể nói là hoàn toàn nguyên vẹn, bóng loáng, không bất kỳ khuyết điểm nào. Hắn đem da hổ cất kỹ rồi tiếp tục rạch lồng ngực ra, ngay lúc đó, một luồng sáng đỏ lóe lên, động tác tay của Lâm Nhất thoáng khựng lại. Yêu đan. Trong cơ thể ma diễm hổ vậy mà lại có một viên yêu đan tiên thiên tỏa ra linh khí kinh thế hãi tục. Yêu đan màu đỏ tươi tựa như một ngọn lửa đang cháy bùng lên, tỏa ra hào quang lóng lánh. Khi nhìn thấy nó, Lâm Nhất hít một ngụm khí lạnh, có cảm giác sống lưng lạnh lẽo, tay chân run rẩy. Ôi trời ơi, trước đó ta đã làm gì? Ma diễm hổ lại là một con yêu thú có được yêu đan tiên thiên, chuyện này quả thật khó tin. Yêu thú tiên thiên vốn cực kỳ khủng bố. Nếu như có được yêu đan thì võ giả tiên thiên tầm thường chưa chắc là đối thủ của nó. Theo Lâm Nhất thấy, ít nhất phải có tiên thiên tam khiếu, cũng chính là võ giả đã mở ra ba võ huyệt tiên thiên thì mới có thể thắng được ma diễm hổ. Nhưng có giết được hay không thì còn phải xem lại. Với linh trí của con ma diễm hổ này, chỉ cần không địch lại, chắc chắn nó sẽ quay người bỏ chạy. Trước đó, Lâm Nhất dám đối chiến với nó quả thực là muốn chết mà. Hào quang diễm lệ như máu khiến viên yêu đan tiên thiên này trở thành thứ có sức hấp dẫn chí mạng đối với Lâm Nhất. Thình thịch, tim Lâm Nhất đập như trống trận, thứ này còn tốt hơn gấp mấy chục lần yêu đan của xà vĩ sư lúc trước. Quan trọng nhất là thuộc tính của nó thực sự phù hợp với Lâm Nhất, cứ như được tạo ra để dành riêng cho hắn vậy. Mãi một lúc lâu sau, Lâm Nhất mới bình tĩnh trở lại, hắn cẩn thận cất viên yêu đan quý báu kia đi. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy hoài nghi. Ma diễm hổ đã sinh ra yêu đan sao có thể dễ dàng bị hắn đánh chết như vậy. Thoáng chốc, ánh mắt Lâm Nhất rơi trên cổ kiếm hạp. Vết gì trên cổ kiếm hạp lúc trước đã bị bong ra từng mảng vì ngọn lửa thiêu đốt. Bây giờ, cổ kiếm hạp khiến người ta có cảm giác như vừa được tái sinh từ chiến trường cổ, nhẵn nhụi và sáng lóng lánh, toát lên sự cổ kính. Hoa văn khắc bên trên vừa tinh tế lại vừa phức tạp, như ẩn chứa đại đạo bên trong, bí ẩn và huyền diệu. Sự hoang tàn và dì xét của quá khứ đã sớm biến mất. Hiện tại trông nó như một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ, toát lên vẻ đẹp trang nghiêm và sâu sắc. Lâm Nhất đặt ngang cổ kiếm hạp trước mặt, cẩn thận đánh giá hoa văn khắc trên thân hộp, từng đường vân tinh tế và tỉ mỉ, khi chạm tay vào có cảm giác mát lạnh xuyên qua đầu ngón tay, tiến thẳng vào tim. Trên bề mặt cổ kiếm hạp, ngay vị trí trung tâm có một đóa hoa nở rộ, cánh hoa vừa nhỏ nhắn lại vừa mềm mại, nụ hoa vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Cả đóa hoa toát lên khí chất xinh đẹp mà lạnh lùng, rực rỡ nhưng lại đầy mê hoặc. Thoạt nhìn trông như một con diên tước, hoa văn trên cổ kiếm hạp đều là lông vũ khi nó dương cánh. Thật thú vị! Mỗi một đường vân trên cổ kiếm hạp càng khiến hoa và chim hòa hợp một cách hoàn mỹ. Ngón tay khẽ chạm vào, từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng trên nụ hoa ở vị trí trung tâm. Đột nhiên, có điều khác thường xảy ra. Lâm Nhất kinh ngạc phát hiện ngón tay mình không thể động đậy. Đầu đau như búa bổ. Hắn có cảm giác linh hồn mình như bị tách ra, một hồn một phách bị hút thẳng ra ngoài, rót vào cổ kiếm hạp. Ngay lập tức, toàn bộ hoa văn trên cổ kiếm hạp sáng bừng lên. Lâm Nhất buông tay ôm lấy đầu, lảo đảo lui về sau vài bước. Lúc này, tất cả hoa văn trên cổ kiếm hạp đều có hào quang màu tím lưu chuyển, hội tụ về phía nụ hoa ở trung tâm. Kế đó, một tiếng nổ vang lên, trên nụ hoa bùng lên một ngọn lửa màu tím. Xoạt. Nhiệt độ xung quanh phút chốc hạ xuống, trên mặt đất phủ một tầng khí lạnh, nhanh chóng ngưng tụ lại thành băng. Khí hậu trong phạm vi ngàn mét thoáng chốc trở thành mùa đông lạnh giá. Duy chỉ có Lâm Nhất ở sâu trong đó nhưng lại không bị tổn thương. Việc này, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Lâm Nhất không khỏi chấn động, cảm thấy hơi khó hiểu.
Ngay khi hắn còn đang hoang mang thì ngọn lửa màu tím đã lan tràn khắp cổ kiếm hạp, hóa thành một con chim băng. Trên vỏ hộp, cánh chim lay động, dường như có một con chim đang bay lượn trong tranh, nhưng lại không hề bay ra khỏi bức tranh. Hộp kiếm nặng nề đột nhiên bay lên, trông vô cùng huyền diệu. Lâm Nhất trầm ngâm hồi lâu, sau đó đưa tay ra. Vèo! Diên tước băng màu tím trên cổ kiếm hạp ngưng tụ thành một ngọn lửa tím, hạ xuống lòng bàn tay hắn. Lạch cạch! Cổ kiếm hạp đang lơ lửng giữa không trung lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Lâm Nhất có cảm giác ngọn lửa tím trong lòng bàn tay tựa như một phần hồn phách của mình, hắn lật tay vỗ một cái. Phạch! Ngọn lửa tím hóa thành một con chim băng bay vọt ra ngoài, một khoảnh rừng ở cách đó hơn 500 mét thoáng chốc bị lửa tím đóng băng. Đợi đến khi hắn thu tay lại thì tất cả cây cối đều đã bị thiêu thành cho tàn. Ngọn lửa tím quay trở lại lòng bàn tay Lâm Nhất, ánh sáng đã có hơi nhạt đi, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Lâm Nhất vỗ nhẹ một cái, nó lại lần nữa dung nhập vào hoa văn trên cổ kiếm hạp. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như Lâm Nhất đã hiểu ra vì sao một kích của cổ kiếm hạp lại có thể đánh chết ma diễm hổ. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Lâm Nhất lập tức lấy quyển sách của Bạch Thu Thủy ra. Tên sách là Võ Đạo Kỳ Văn Lục, tuy nhiên, nội dung không chỉ đề cập đến đủ thứ kỳ diệu về cảnh giới võ học, mà còn giới thiệu rất nhiều vật kỳ lạ trên thế gian. Lật vài trang, cuối cùng Lâm Nhất cũng dừng lại trên một trang sách có vẽ hình một con chim băng màu tím. Con chim băng này giống hệt với con chim băng độc nhất vô nhị trên cổ kiếm hạp. Chương 208, Huyết Long Mã Gặp Nạn. Tử băng diên tước là thủy thú có được huyết mạch phượng hoàng, sinh trưởng ở cực bắc lạnh lẽo, thực lực mạnh mẽ. Bẩm sinh mang trong mình tử băng thánh hỏa, chỉ với một kích đã có thể đóng băng vạn dặm, đốt cháy hết sao trời. Thời kỳ thượng cổ, nó được xưng là băng phượng, nhưng trên thực tế, tử băng diên tước không phải là thần điểu, nó chỉ là thủy thú có được huyết mạch phượng hoàng, trong số các loài chim là hậu duệ của phượng hoàng, thực lực của nó được xếp hạng cực cao. Tử băng diên tước. Lâm Nhất khép sách lại, sau đó nhìn cổ kiếm hạp bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hóa ra trong cái hộp đựng kiếm này ẩn chứa tử băng thánh hỏa có nguồn gốc từ tử băng diên tước và nó được phong ấn bằng trận pháp. Khó trách lần đầu nhìn thấy lại cảm có cảm giác lạnh lẽo thấu xương, thì ra nguyên nhân là đây. Năm tháng trôi qua, vốn dĩ tử băng thánh hỏa trên cổ kiếm hạp đã lụi tàn gần như không còn gì. Nhưng sau khi hấp thu linh khí thuộc tính hỏa dồi dào, đồng thời mượn một phần hồn phách của Lâm Nhất, nó đã dục hỏa trùng sinh, thoáng triển lộ oai phong. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất càng thêm kính nể chủ nhân của cổ kiếm hạp, người này lại có thể hàng phục một tồn tại như tử băng diên tước. Nếu vậy, thực lực của hắn ta mạnh đến mức nào? Thế nhưng, hiện tại tuy rằng uy lực của tử băng thánh hỏa không tầm thường, nhưng vẫn còn kém xa thời kỳ đỉnh cao. Lâm Nhất nhìn cổ kiếm hạp, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn và ngay lập tức, tử băng diên tước trên vỏ hộp hiện ra, dương cánh tung bay. Hộp đựng kiếm nặng nề từ từ bay lên, thấy thế, Lâm Nhất mỉm cười. Sau này muốn lấy kiếm trong cổ kiếm hạp sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sẽ không còn xuất hiện cảnh tượng xấu hổ mỗi khi lấy kiếm nhưng lại phát hiện không thể nào mở hộp ra được. Lâm Nhất chỉnh trang y phục rồi một lần nữa vác cổ kiếm hạp lên lưng. Tu vi tăng cấp lên võ đạo tầng 10, ngưng tụ được một hạt giống tiên thiên, nội kình thuần dương công đã đột phá tầng 2, thu hoạch được một viên yêu đan tiên thiên của ma diễm hổ, đồng thời giải đáp được bí mật của cổ kiếm hạp. Xem như 3 tháng khổ tu trong dãy núi Hoàng Vân đã đạt được kết quả mỹ mãn, thu hoạch tràn đầy. Lâm Nhất phấn khởi tiếp tục hành trình của mình. Trong mắt lóe lên tia sáng, cơ thể Lâm Nhất tựa như chim nhạn lao nhanh giữa rừng núi. Một chút khí tức vô tình phát ra hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều yêu thú, bọn chúng lập tức đuổi theo sau. Chết! Sau hơn nửa canh giờ di chuyển, một con yêu thú đã to gan tấn công Lâm Nhất. Kết quả dưới sự hỗ trợ của nội kình thuần dương, quyền thuật màu vàng vừa hung mãnh vừa bá đạo chỉ với vài cú đã đánh cho nó răng rơi đầy đất. Con yêu thú này cũng không phải yêu thú bình thường, giống với ma diễm hổ, nó rất mạnh mẽ lại còn biết ẩn giấu thực lực. Tuy nhiên, hiện tại, yêu thú võ đạo tầng 10 bình thường đã không đáng để Lâm Nhất để tâm. Sau khi dùng mấy quyền đánh bay nó, hắn lại dùng sát chiêu mãnh hổ quyền giết chết nó một cách dễ dàng. Nhìn xác con yêu thú trước mặt, phát hiện nó không có yêu đan, Lâm Nhất nhanh chóng rời đi. Gào. Đợi hắn đi khỏi, từ một nơi bí mật gần đó, đám yêu thú bị dọa run lẩy bẩy lập tức hung hăng vồ tới. Chúng bắt đầu cắn xé xác con yêu thú kia. Kỳ quái, huyết long mã đâu rồi? Một lúc lâu sau, Lâm Nhất dừng bước, ánh mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc.
Tuy rằng huyết long mã rất thích đi hoang, nhưng từ trước đến nay nó chưa từng biến mất lâu như vậy, luôn luôn có một chút động tĩnh. Chẳng lẽ nó gặp phải yêu thú khó chơi? Cũng không đúng, với tốc độ của huyết long mã thì chỉ cần chạy trốn, cho dù là hung thú tiên thiên như ma diễm hổ cũng không cách nào đuổi kịp nó. Trong dãy núi Hoàng Vân này, tuy huyết long mã chỉ mới có tu vi võ đạo tầng 10 nhưng gần như không có thiên địch. Lâm Nhất khẽ huýt sáo một tiếng, âm thanh quanh quẩn khắp núi rừng, liên miên không dứt. Nhưng mãi đến khi tiếng huýt sáo kết thúc, âm thanh vó ngựa cùng với luồng hơi thở táo bạo kia vẫn không hề xuất hiện. Sắc mặt Lâm Nhất không khỏi sầm xuống, tình huống như vậy chỉ có một khả năng xảy ra, có lẽ huyết long mã đã gặp phải võ giả nhân loại. Lúc này, Lâm Nhất mới bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu vết trên mặt đất, sau nửa nén hương, rốt cuộc hắn cũng phát hiện dấu chân huyết long mã. Ngẩng đầu, vẻ mặt Lâm Nhất u ám, hai tay giang ra. Đại nhãn quyết thi triển đến mức tận cùng, tựa như tung bay trên đất bằng, hắn men theo dấu chân để lại bay vọt về phía trước. Mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang xuyên qua cành lá, tạo thành từng đốm sáng trên mặt đất. Ở một vùng đất trống trong khu rừng rậm rạp, có tiếng chó sủa vang lên dai dẳng. Trong tiếng sủa bộc lộ sự điên cuồng, khát máu lan tỏa khắp bốn phía. Trên đất trống có rất nhiều võ giả tụ tập, thỉnh thoảng lại có tiếng hét ầm lên. Đúng là một con ngựa hoang táo bạo, bảy con chó ngao của công tử vậy mà lại không bắt được nó. Đâu chỉ thế, lúc mới thấy con súc sinh này, nó đã đá gãy chân rất nhiều huynh đệ của chúng ta, quả thật rất hung ác. Khốn kiếp, đợi bắt được, lão tử nhất định phải quất nó vài roi mới được, dạy cho nó một bài học nhớ đời. Cắn nó, cắn nó. Trong rừng có một gã thiếu niên mặc y phục màu vàng, trên lưng vác một thanh trường thương nặng nề được quấn mấy lớp vải bố. Hắn ta nhếch mép cười, vẻ mặt hào hứng nhìn về phía con tuấn mã đỏ như máu đang bị bảy con chó ngao bao vây. Tuấn mã cao lớn uy phong, tứ chi cường tráng, da lông toàn thân đỏ rực, vừa mạnh khỏe lại vừa xinh đẹp. Tư thế của nó vô cùng oai hùng, dũng mãnh, mặc dù bị bảy con chó ngao bao vây nhưng vẫn cực kỳ ngang tàng, không hề có dấu hiệu lùi bước. Quả nhiên là huyết long mã tiểu hồng của Lâm Nhất, không biết vì sao nó lại bị đám người này vây bắt. Hiện tại, miệng nó ngậm linh quả, thoạt nhìn có hơi lo lắng khi đối mặt với bảy con chó ngao. Bởi vì không cách nào há miệng nên đã rơi vào thế hạ phong, không thể đột phá vòng vây để thoát ra ngoài. Đây là lần đầu tiên ta thấy một con huyết long mã đặc biệt như vậy, không ngờ nó lại có thể tu luyện đến cảnh giới võ đạo tầng 10, chắc chắn trong cơ thể nó đã sản sinh yêu đan, tiềm lực vẫn còn có thể khai thác. Lại nói, trong miệng nó ngậm thủy nguyên quả, thứ này vốn là linh quả cực phẩm dùng để chữa thương. Người áo vàng khẽ nói, ánh mắt hắn ta càng thêm nóng bỏng, trầm giọng quát mấy tên nhóc kia, hung ác thêm chút nữa. Nhìn thấy bảy con chó ngao không cách nào bắt được huyết long mã, công tử áo vàng đã bắt đầu tức giận. Hắn ta vừa dứt lời, bảy con chó ngao giống lên vài tiếng, sau đó càng trở nên hung dữ, bất chấp nguy hiểm. Công tử, đợi lát nữa đám chó ngao này hàng phục con huyết long mã kia xong, ngươi cưỡi nó đi dạo một vòng quanh Ninh Thành thì uy phong phải biết. Nghe thấy lời của công tử áo vàng, người bên cạnh vội vàng lên tiếng nịnh nọt. Bớt nịnh đi, tất cả xốc lại tinh thần cho ta nhất định phải có được con huyết long mã này cùng với thủy nguyên quả trong miệng nó. Theo ta thấy, đám chó ngao chưa chắc đánh bại được nó, chúng ta vẫn phải ra tay mới được. Công tử áo vàng là một người có kiến thức uyên bác, hắn ta cẩn thận nói. Bên cạnh hắn ta, ở cách đó không xa có một ông lão mặc áo đen, tóc đã bạc màu. Thoạt nhìn vẻ mặt ông ta có hơi già nua, chỉ có đôi mắt là vô cùng sắc bén, lóe lên tia sáng khiếp người. Khí thế trên người ông ta khiến người khác không dám xem nhẹ, tuy rằng đã thu bớt, thoạt nhìn có vẻ lơ đễnh nhưng trên thực tế, vị trí mà ông ta đứng chính phương hướng duy nhất mà huyết long mã có thể đột phá vòng vây, đồng thời làm công tử áo vàng bị thương. Ông lão áo đen nhắm mắt. Dường như không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì bên ngoài, trông cứ như đang ngủ vậy. Chương 209, huyền khí trung phẩm. Một lúc lâu sau, ông lão áo đen đột nhiên lên tiếng, công tử, không thể tiếp tục nán lại đây nữa, phía lão gia còn có việc quan trọng đang chờ. Công tử áo vàng nhíu mày, trầm giọng nói, hoàng bá, hay là ông ra tay đi, thay ta bắt lấy con súc sinh kia. Ta chỉ phụ trách an toàn của công tử, sẽ không nhúng tay vào những việc khác. Ông lão áo đen từ chối thẳng, không chút nể tình. Ông đúng là bảo thủ. Công tử áo vàng thấp giọng mắng một câu, sau đó nói với mấy người bên cạnh, tất cả cùng ra tay, đừng có dè dà nữa. Rõ.
Nghe vậy, khí tức bốn người có tu vi võ đạo tầng 9 phía sau hắn ta lập tức trở nên nồng đậm. Lên! Cả bốn đồng loạt bay lên không trung, nhảy vọt về phía Tiểu Hồng đang bị bầy chó ngao vây quanh. Bị bảy con chó ngao quấn lấy, vốn dĩ Tiểu Hồng đã khó bề hành động, hiện tại lại thấy có bốn người đánh về phía mình, nó lập tức nổi xung thiên. Khí tức cuồng bạo tản ra từ trên người nó, móng ngựa vung mạnh lên, đá văng ba con chó ngao cùng một lúc. Muốn chạy à? Bốn người đánh ra sát chiêu từ các hướng khác nhau, ngăn chặn tất cả lối thoát của huyết long mã. Ầm! Sát chiêu ẩn chứa nội kình hùng hậu rơi trên người Tiểu Hồng phát ra một tiếng nổ nặng nề. Bị đánh trúng, bước chân huyết long mã lảo đảo, suýt nữa thì té ngã. Bốn người vừa ra tay cũng không khá hơn. Lực phản chấn cực lớn khiến máu trong người bọn họ sôi lên, vô cùng khó chịu. Bổn công tử đến rồi. Thấy Tiểu Hồng sắp té ngã, công tử áo vàng cười to một tiếng, sau đó bay vọt lên trời rồi hạ xuống trên lưng huyết long mã. Hắn ta muốn dùng thực lực bản thân khiến Tiểu Hồng hoàn toàn thuần phục mình. Nhưng huyết long mã lại tỏ ra nóng nảy và mất kiên nhẫn, nó liên tục tìm cách hất công tử áo vàng trên lưng xuống, khiến sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Công tử áo vàng tản ra khí thế bản thân, đồng thời tay không ngừng chém xuống phần của nó. Súc sinh, ngoan ngoãn một chút cho ta. Bịch, Tiểu Hồng vẫn chẳng chút nể mặt, nó bất chấp đau đớn hất công tử áo vàng xuống. Tuy nhiên, công tử áo vàng cũng là một kẻ âm tàn, ngay khi sắp bị hất xuống, hắn ta đã đạp một cú lên thân huyết long mã. Bốp! Huyết long mã đã sớm kiệt sức nên bị một cú này đá quỵ. Công tử, ngươi không sao chứ? Bốn người vừa ra tay trước đó vội vàng chạy đến đỡ công tử áo vàng. Cắn chết con ngựa hoang này cho ta. Bị hất xuống ngựa, công tử áo vàng té không nhẹ, hắn ta rú lên một tiếng đau đớn. Bốn con chó ngao còn lại lập tức há to miệng, hung hăng lao đến cắn huyết long mã vừa ngã xuống. Răng chó vô cùng sắc bén lóe lên tia sáng lạnh. Bốn con chó ngao đồng loạt táp về phía cổ huyết long mã, nếu bị chúng cắn trúng, e là mạch máu cũng bị cắn đứt. Vèo! Mắt thấy bốn con chó ngao định nhân cơ hội huyết long mã ngã xuống để cắn chết nó, đột nhiên, có một bóng người như chim nhạn bay vút qua, mang theo cuồng phong sộc tới. Thoáng chốc, người nọ đánh liên tục hai quyền, nắm tay màu vàng bay vọt ra. Bốp bốp bốp! Bốn con chó ngao gào lên thê thảm, toàn bộ bị đánh văng, sau khi rơi xuống đất, chúng rên rỉ không thôi, cả người run lên vì đau, miệng sùi bọt mép, đã không cách nào đứng lên nổi nữa. Người đến hiển nhiên chính là Lâm Nhất, hắn đã lần theo dấu chân để lại mà điên cuồng đuổi đến đây. Không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm đến như vậy, hắn liền bất chấp tất cả, vội vàng ra tay. May thật, đến chậm một bước e là Tiểu Hồng sẽ mất mạng. Nhìn thương thế đáng sợ trên người huyết long mã, Lâm Nhất kinh hãi không thôi. May mà không bị thương chỗ hiểm. Khi thấy rõ miệng Tiểu Hồng đang ngậm thủy nguyên quả, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, lúc này, xem như hắn đã biết vì sao tên nhóc này đi lâu như vậy. Hẳn là thấy hắn bị thương không nhẹ, vẫn luôn bất tỉnh, sợ hắn chết nên mới mạo hiểm tìm kiếm linh dược khắp nơi, mong muốn hắn mau chóng tỉnh lại. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Lâm Nhất bất giác bùng lên. Là ai khiến ngựa của ta bị thương? Hắn quét mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên áo vàng đang được người bên cạnh đỡ dậy. Trên người đối phương tản ra khí tức võ đạo tầng 10, vô cùng cô đọng, thoạt nhìn tuổi hắn ta cũng không tính là lớn. Tùy tùng vây quanh bốn phía ít nhất có tu vi võ đạo tầng 8. Xem ra, đây là thiếu gia của một gia tộc. Nghe thấy lời của Lâm Nhất, công tử áo vàng nở một nụ cười quái đản, rồi nói, trong phạm vi Thanh Ninh Thành, đả thương chó của Lưu Vân ta, lại còn dám hỏi ngược lại ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Thanh Ninh Thành. Lâm Nhất nhớ ra mình đã từng thấy tòa thành này trên bản đồ. Chỉ là một tiểu thành nằm ở biên thùy Đại Tần Đế Quốc, không đáng kể đến, cũng không có gì ấn tượng. 3 tháng trôi qua, nhầm tính khoảng cách, hắn cũng nên đến lãnh thổ Đại Tần Đế Quốc rồi. Một người đứng bên cạnh Lưu Vân lên tiếng, tên tiểu tử kia, nếu con ngựa này là của ngươi thì hãy mau đem nó tặng cho công tử nhà ta, như vậy thì chuyện còn có thể thương lượng được, nếu không, không chỉ súc sinh này không đi được, mà ngay cả ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết câu thì một âm thanh xé gió đột ngột vang lên, tên tùy tùng kia thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc, âm thanh xương sườn đứt gãy vang lên, một quyền vừa rồi của Lâm Nhất đã đánh thẳng vào ngực hắn ta. Mặc dù đối phương có tu vi võ đạo tầng 9 nhưng lại hoàn toàn không thấy rõ Lâm Nhất đã ra tay như thế nào.
Muốn chết. Ba người còn lại không khỏi giận dữ khi thấy Lâm Nhất dám ra tay trước. Ba tên tùy tùng võ đạo tầng 9 đồng loạt xông đến, dùng trường làm đao, hung hăng bổ về phía Lâm Nhất. Vèo. Lâm Nhất lui về sau mấy bước, nhẹ nhàng tránh thoát thế công hung hãn của ba người bọn họ. Một kích do cả ba liên thủ đánh ra cũng có chút uy lực. Thế nhưng cũng chỉ có thế. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa đánh ra một quyền. Một quyền này không chút hoa mỹ, có chăng chỉ mang theo nội kình thuần dương hung hãn bá đạo, tạo thành hào quang màu vàng rực lửa bao quanh nắm đấm đang lao đi trong cơn thịnh nộ. Bốp! Một quyền đánh nát trường thế của ba người nọ, sau đó lao thẳng một mạch đến. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, ba người còn chưa kịp thi triển thế công thứ hai đã bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, theo quán tính bọn họ tiếp tục trượt thêm vài mét nữa, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, đám tùy tùng của nhà họ Lưu nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ bất giác lui về sau, thiếu niên trước mắt mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Hiển nhiên, thiếu niên áo vàng không ngờ Lâm Nhất lại có thể dùng một quyền đánh bại ba tên hộ vệ võ đạo tầng 9 của hắn ta. Môi hắn ta run run, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt lại chưa hề giảm đi. Nếu ngươi có thể quỳ xuống xin lỗi trước khi ta thật sự tức giận, ta có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau khi nhìn rõ thực lực của Lâm Nhất, không biết Lưu Vân dựa vào cái gì mà vẫn ngang ngược như lúc trước, vẻ mặt hắn ta rất tự tin, không hề có một chút e ngại. Nhưng ta lại không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Nhất trực tiếp cắt ngang lời hắn ta, trong lòng cười lạnh không thôi. Mặc kệ đối phương dựa vào cái gì, dám khiến Tiểu Hồng bị thương nặng như vậy, hắn vốn cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Vèo. Còn chưa nói dứt lời, Lâm Nhất đã lần nữa ra tay, hắn lắc mình một cái, lao đến trước mặt thiếu niên áo vàng. Sớm biết được sự lợi hại từ một quyền của Lâm Nhất, Lưu Vân cuống quýt bay ngược ra sau, đồng thời lấy ra trường thương sau lưng. Xoạt. Khoảnh khắc lớp vải bố bao quanh trường thương bị hất ra, một luồng khí lạnh lập tức lan ra bốn phía, Lưu Vân lạnh giọng quát, đi chết đi. Tia sáng lạnh lóe lên, hai tay hắn ta nắm chặt chuôi thương, đâm mạnh về phía trước. Phút chốc, gió lạnh nổi lên bốn phía, một luồng khí lạnh thấu xương bao phủ Lâm Nhất, khiến hắn có cảm giác ớn lạnh. Khí lạnh xâm nhập cơ thể, dường như huyết dịch trong người đều bị đông lại. Cuồng phong nổi lên, thậm chí có không ít vụn băng đá cô đọng lại, vô cùng sắc bén và lạnh lẽo. Chúng bị gió lạnh cuốn đi, đồng loạt hướng về phía Lâm Nhất. Huyền khí trung phẩm. Lâm Nhất cả kinh, hắn nhìn ra được thanh trường thương này là huyền khí trung phẩm hàng thật giá thật. Chương 210, đối mặt cường giả tiên thiên. Cây thương trong tay của Lưu Vân vậy mà lại là một thanh huyền khí trung phẩm. Một khi thi triển liền phá vỡ toàn bộ quyền mang của Lâm Nhất, với thế mãnh liệt và cuồng bạo hơn, thổi quét lao tới. Sát sát. Lâm Nhất dùng nội kình thuần dương chấn vỡ hàn khí ngưng tụ trong người, lắc mình lui về sau, tạm tránh mũi nhọn. Sát sát sát. Thanh niên áo vàng tay cầm trường thương, nhất thời như có thần linh trợ giúp, bước cho Lâm Nhất không ngừng thoái lui về sau. Trường thương trong tay khai triển ra đợt tấn công vô cùng sắc bén, gió lạnh thổi tới khiến mặt mũi cực kỳ đau buốt. Tên khốn nhà ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lâm Nhất bị bức hoàn toàn không thể trở tay, Lưu Vân lập tức tỏ ra vô cùng đắc ý. Uy lực của huyền khí trung phẩm quả thực khiếp người. Mãnh hổ quyền của Lâm Nhất có mạnh thế nào thì cơ thể máu thịt cũng khó chống lại. Chủ yếu là hàn mang ẩn chứa trên đầu mũi thương quá đỗi sắc bén. Chưa cần đâm chúng, hàn khí lạnh như băng đó đã có thể ngấm sâu vào trong cơ thể rồi. Nếu như bị đâm chúng một thương này của hắn ta thì chớp mắt sẽ bị đóng băng mất. Lâm Nhất không chút hoang mang, hai mắt nheo lại, âm thầm tìm kiếm sơ hở. Tên khốn này hình như cũng không phải hoàn toàn nắm vững một thanh huyền khí trung phẩm. Công tử, hay quá. Đâm chết tên khốn đó đi. Cho hắn biết sự lợi hại của Lưu gia chúng ta. Dám chọc vào Lưu gia chúng ta ở Thanh Ninh Thành này, đúng là không biết sống chết. Một đám tùy tùng thấy Lưu Vân chiếm thế thượng phong, lập tức gào rú lên. Trong lòng Lưu Vân lại âm thầm kêu than, đối phương quá đỗi thông minh, từ đầu đến cuối không cho hắn ta cơ hội đánh chính diện. Trong lúc lùi lại đã phòng thủ vô cùng chặt chẽ cẩn thận. Từ đầu đến cuối đều tránh được mũi nhọn của huyền khí trung phẩm. Bất cứ lúc nào ra tay cũng đều đánh cho luồng khí lạnh tan hết đi. Không được, ta phải dừng tay thôi, cứ tiếp tục như thế này sẽ mệt mà chết mất. Nhưng đúng trong lúc này, mắt Lâm Nhất chợt sáng lên, hai mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu lòng người.
khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, đúng trong lúc Lưu Vân thu tay về, hắn vẫn luôn lui về sau đột nhiên bước lên một bước. Khí thế dày nặng của võ đạo tầng 10 dưới sự gia tăng thêm của Long Hổ sinh uy lại sản sinh ra uy áp đẹp mắt như cường giả tiên thiên. Thình thịch, Lưu Vân bất ngờ không kịp phòng ngự, bị đánh bay ngược về sau mấy bước, trường thương trong tay nhất thời có chút nắm không chắc. Chính là lúc này, nếu không có thanh huyền khí trung phẩm này, Lâm Nhất căn bản không hề e ngại đối phương. Lúc này đã bắt được sơ hở, hắn liền phóng ra tấn công, cơ thể bay về phía trước đánh móc sau gáy. Cút cho ta. Trong lòng Lưu Vân vừa sợ vừa giận, cố gắng ngưng tụ ra hàn mang cuồn cuộn, mắt thấy đang sắp đánh về phía Lâm Nhất. Nhưng Lâm Nhất căn bản không cho hắn ta cơ hội. Khi mũi thương của huyền khí trung phẩm còn chưa đạt đến đỉnh phong, hắn đã giành trước tấn công. Hai tay nắm chặt hộp kiếm sau lưng, dùng lực vỗ một cái, rồi quét ngang qua. Bốp! Dễ như trở bàn tay, hộp kiếm đã đánh cho Lưu Vân cả người lẫn thương bay đi. Cả người Lưu Vân bị đánh cho đầu óc choáng váng, khắp toàn thân vang lên tiếng xương cốt đứt gãy. Nếu không phải hình như hắn ta còn mặc một bộ huyền giáp trên người thì đã bị đánh cho thành đống thịt vụn rồi. Trong lòng Lâm Nhất hơi chút kinh ngạc, không ngờ được uy lực của hộp kiếm cổ lại mạnh như vậy, còn chưa rót vào nội kình thuần dương đã đánh cho đối phương bay đi rồi. Có điều nghĩ lại thì nếu không có sơ hở trước đó, e là cũng không đạt được đến uy lực như vậy. Nội tâm hắn cũng thoải mái hơn, bước về phía trước một bước, nắm chặt lấy trường thương. Xôn xao. Nhất thời, trường thương có một cỗ hàn mang xâm nhập vào theo hướng bàn tay. Hàn vân thương của ta. Lưu Vân thất kinh thất sắc, vội vàng dùng lực kéo lại, nhưng tình trạng hiện tại của hắn, ngay đến bản thân còn khó bảo toàn, sao có thể giữ được hàn vân thương. Lâm Nhất không tốn chút sức nào kéo một cái đã nắm chắc được hàn vân thương trong tay. Thương tốt. Lâm Nhất từ lúc thi triển Long Hổ sinh uy cho tới khi hắn đánh bay Lưu Vân rồi đoạt lấy thương của hắn ta, toàn bộ động tác đều vô cùng lưu loát nhẹ nhàng. Gần như trong chớp mắt đã hoàn thành tất cả nghịch chuyển mà mọi người đều không ngờ được đến. Con ngựa này của ta tuy rằng hơi ngốc, nhưng không phải ai cũng có thể ức hiếp được. Hàn vân thương đã trong tay, nhưng Lâm Nhất vẫn chưa có ý định tha cho đối phương, thân ảnh bay tứ tung, lại đánh ra một chưởng nữa. Thình thịch. Âm thanh song trường đối chọi vang lên, Lâm Nhất phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay đi. Chỉ thấy đứng trước Lưu Vân không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả áo đen, mái tóc hơi bạc trắng, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ có duy nhất đôi mắt là vô cùng sắc bén, khiến người ta không dám khinh thường. Sau khi Lâm Nhất rơi xuống đất thì còn lùi về sau mấy bước rồi mới đứng vững lại được. Nhìn về phía lão giả hắc y, trong lòng hắn khẽ cả kinh, thất thanh nói cường giả tiên thiên. Khá lắm. Trước đó hắn đã trông thấy lão giả này rồi, nhưng là trong bộ dạng mệt mỏi buồn ngủ, khí tức bất ổn, căn bản không thu hút sự chú ý của hắn. Quan sát không cẩn thận nháy mắt đã khiến hắn đã ăn một vố thiệt thân không nhỏ. Hóa ra lão giả áo đen này mới là chỗ dựa chân chính của Lưu Vân. Hoàng bá, hắn đã cướp hàn vân thương rồi, mau giúp ta đoạt lại đi. Chương 211, thiếu niên ngông cuồng, há lại sợ thất bại. Sắc mặt Lưu Vân sốt ruột, chỉ vào cây thương trong tay Lâm Nhất nói, trong lúc nói đã bị lửa giận công tâm, lại phun ra mấy ngụm máu tươi nữa. Rõ ràng một đập vừa nãy đã khiến hắn ta bị thương không nhẹ. Lão giả hắc y nhìn về phía Lâm Nhất, trầm giọng nói, người trẻ tuổi, vậy là được rồi đó. Để lại hàn vân thương, ngươi và con ngựa hoang này của ngươi có thể đi rồi. Tục ngữ nói mãnh long không ức hiếp rắn nhỏ, Lưu gia độc bá ở Thanh Ninh thành này. Cho dù ngươi có được thương thì cũng không ra khỏi được cánh rừng này đâu. Vậy sao? Lâm Nhất lau sạch vết máu trên khóe miệng, khẽ nhướn mày, giữa mi tâm toát lên một sự tự tin rõ ràng. Nếu không phải không rõ thực lực của lão giả thì một trường trước đó hắn tuyệt đối sẽ không chịu thiệt lớn như vậy. Điều quan trọng hơn là, một trường này của lão giả hắc y dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng. So với con ma diễm hổ mà hắn gặp lần trước thì vẫn còn kém xa. Không đáng nhắc đến, đó mới gọi là sự cường hãn chân chính. Đại Tần Đế Quốc, quả nhiên không đơn giản, một gia tộc biên thủy thành nhỏ lại có cường giả tiên thiên, quả nhiên ta đã chọn nhầm nơi rồi. Nào, để ta xem rốt cuộc lão mạnh thế nào. Lâm Nhất chuyển động trường thương trong tay, làm dấy lên một trận cuồng phong. Cuồng phong trong lúc sao động mang theo cả xương lạnh, ngưng kết thành băng, gào thét lao tới. Nhất thời, hàn mang bốn phía đại khởi. Quấy nhiễu võ giả Lưu gia khiến cho họ đều phải lần lượt chật vật né tránh.
Hàn Vân Thương trong tay Lưu Vân thì vận chuyển rất tốn sức, nhưng trong tay hắn lại nhẹ nhàng thoải mái. Trong lòng lão già hắc y chợt rớt lộp bộp rồi trầm xuống. Quả nhiên không quá khác biệt so với quan sát của ông ta, lúc trước xem Lâm Nhất ra tay đã cảm thấy nội kình của hắn không đơn giản. Cũng không phải là ngụy tiên thiên tầm thường, mạnh đến mức có chút thái quá, chắc chắn vẫn còn con bài chưa lật. Loại người như vậy là khó đối phó nhất, cho dù có thắng đối phương thì cũng rất khó khăn. Đe dọa bằng lời nói không thể khiến đối phương ngoan ngoãn nghe lời, tình hình thật sự có chút khó nhằn rồi. Không ra tay ư, vậy ta đến đây. Lâm Nhất khẽ cười, coi như đã nhìn thấu tính cách thận trọng của lão già. Cho dù là cảnh giới tiên thiên thì cũng không thể giành trước ra tay với hắn. Nói là thận trọng, chứ đổi cách nói khác thì chính là năm tháng đã làm hao mòn ý chí chiến đấu, mất đi võ đạo chi tâm rồi. Đeo hộp kiếm trên lưng, Lâm Nhất lăng không bay lên, giết tới bằng Hàn Vân Thương. Thình thịch, dựa vào uy năng của huyền khí trung phẩm Hàn Vân Thương, Lâm Nhất giao thủ với lão già hắc y vậy mà cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Mơ hồ thậm chí còn hơi chiếm ưu thế. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu, hóa thành nhiệt huyết, cuộn trào khắp cơ thể, khiến hắn nhìn trông giống như một đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời vậy, tỏ ra không chút kiêng nể gì. Thiếu niên chính là phải có tinh thần tráng khí hiên ngang này, phải lòng mang nhiệt huyết, phải có sự tự tin giống như ánh mặt trời gay gắt chói chang đó. Cho dù có bại thì cũng có gì phải ngại. Thiếu niên ngông cuồng, há lại sợ thất bại. Lão già hắc y hoàn toàn không ngờ được, trên người Lâm Nhất lại có ý chí cường đại như vậy. Thế tấn công hung mãnh, từng lớp từng lớn thi triển ra. Ông ta thậm chí còn phát hiện ra Lâm Nhất không hề am hiểu thương pháp, nhưng cố ý chí chiến đấu này lại mạnh đến đáng sợ, hung hổ dọa người. Thấy đối phương tấn công sắc bén không chút kiêng nể, ép ông ta từng bước lui về sau. Trên mặt lão già hắc y không khỏi lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng quát, ngươi xong chưa vậy? Oanh! Dứt lời, uy lực tiên thiên trên người ông ta đột nhiên bạo phát. Một mạt quang mang cùng với thanh trường đao dày nặng hóa ra từ trong lòng bàn tay của ông ta nhất thời khiến uy phong tăng vọt. Ầm ầm đánh tan khí thế nhờ vào huyền khí trung phẩm bạo phát ra của Lâm Nhất, quả thực là áp đảo. Võ hồn! Lâm Nhất nhìn thanh trường đao trong tay ông ta, ánh mắt nhất thời lóe lên tinh quang, nội kình thuần dương điên cuồng quán trú vào trong Hàn Vân Thương. Nhưng thanh thương này vẫn chưa ngăn cản được một đao nặng nề vung tới của lão già hắc y, thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, sóng khí bốc lên, cổ thụ che trời trong phạm vi vài trăm mét toàn bộ bị quật ngã. Đến khi bụi bặm tan hết, thì thấy khóe miệng Lâm Nhất tràn ra một tia máu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm đi. Một đao này đúng là lợi hại thật. Lâm Nhất nắm Hàn Vân Thương nhìn tới, khẽ cười nói. Lão già hắc y hừ lạnh một tiếng, đang định tiến lên. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn mới kinh ngạc phát hiện ra. Lâm Nhất bị ông ta đánh bay bằng một đao dưới chân đang giẫm lên một người, chính là Lưu Vân nửa sống nửa chết. Ngươi! Ha ha ha, cường giả tiên thiên quả thực không đơn giản, tại hạ thụ giáo rồi. Nhân ảnh bay ngang, Lưu Vân bị Lâm Nhất đá ra như bao cát, bắn về phía lão giả hắc y. Đến khi ông ta đón được Lưu Vân, rồi tìm kiếm thì Lâm Nhất sớm đã cưỡi huyết long mã biến mất không chút tăm tích rồi. Chỉ còn lại tiếng cười sang sảng của hắn là vẫn quanh quẩn trong rừng, khiến cho lão già hắc y tức đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng gào lên. Chương 212, Hán Kim Liên. Hoàng bá, đuổi theo đi. Để mất Hàn Vân Thương, ta biết ăn nói sao với cha ta đây. Thấy Lâm Nhất đã chạy xa, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa, Lưu Vân giãy giụa đứng lên, hắn ta đã trở thành người tàn phế, nhưng vẫn vô cùng lo lắng thúc giục. Xem ra Hàn Vân Thương này có liên quan đến chuyện chính mà hắn ta nói đến trước đó, thậm chí còn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Lão giả hắc y thu hồi lại võ hồn, thản nhiên nói đuổi. Đuổi thế nào, ngươi muốn ta so tốc độ với con huyết long mã trong khu rừng này ư? Nếu như hắn đi vòng vèo rồi quay lại giết tên vô dụng nhà ngươi thì ta biết ăn nói sao với cha ngươi đây. Cuộc nói chuyện khiến Lưu Vân nghẹn họng đến nửa ngày không nói được gì, trong lòng chỉ thấy vô cùng nghẹn khuất. Rõ ràng trong lòng lão già hắc y cũng rất tức giận, nếu không phải Lưu Vân ngáng chân đúng lúc thì ông ta cũng không đến nỗi để cho Lâm Nhất đường hoàng ung dung thoát đi như vậy. Nhưng, hoàng bá, bá là cường giả cảnh giới tiên thiên, sao có thể không làm gì được hắn chứ? Một lúc lâu sau, Lưu Vân mới khẽ lên tiếng nói. Lão già hắc y trầm giọng nói, tên đó vừa ra tay là ta đã cảm nhận được nội kình của hắn không đơn giản, tuyệt đối không phải võ đạo tầng 10 bình thường.
Cao thủ tiên thiên bình thường căn bản không thể làm gì được hắn, cho dù có thắng thì cũng chưa hẳn có thể bắt giữ được hắn. Đáng ghét, vậy giờ phải làm sao đây, cha đang chuẩn bị kế hoạch bắt giữ liệt diệm Kim Liên, không có Hàn Vân Thương thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Thần sắc Lưu Vân có chút hoảng sợ, nghĩ đến bản thân để mất Hàn Vân Thương, còn không biết sẽ phải nhận hình phạt thế nào đây. Lão giải Hắc Y thở dài nói, Hàn Vân Thương để mất trước mắt ta, chuyện này không trách được công tử, lão phu sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng bá, đi trước đã. Đến khi đám người hoàn toàn đi xa, một thân ảnh trên cây đại thụ chọc trời gần đó mới từ từ hạ xuống. Nếu như lão giả Hắc Y ở đó thì chắc chắn sẽ tức đến chết mất, hóa ra Lâm Nhất vẫn chưa hề đi xa. Gần trước lúc đi, hắn nhìn qua thì như đã cưỡi lên lưng huyết long mã. Nhưng thực tế thì không đi quá xa, liền để cho huyết long mã điên cuồng chạy một mình. Còn hắn thì vòng trở lại, nếu như lão giả Hắc Y mà theo gót con huyết long mã đuổi theo hắn thì có đuổi cả đời cũng không đuổi được hắn. Nếu huyết long mã không phải mang nặng thì trong khu rừng này ông ta đừng mơ có thể đuổi kịp nó. Nói cách khác, bất luận lão giả Hắc Y lựa chọn thế nào cũng đều không tìm được Lâm Nhất. Đừng tưởng Lâm Nhất vừa nãy vô cùng thẳng thắn, thực ra tâm tư lại rất tỉ mỉ, sớm đã nghĩ trước đường lui rồi. Nghịch Hàn Vân Thương trong tay, Lâm Nhất có chút đăm chiêu, khẽ độc thoại, hóa ra món huyền khí trung phẩm này lại có tác dụng lớn như vậy. Nghĩ đến Hàn Vân Thương hẳn là bảo vật chấn tộc của Lưu gia, không dễ dàng đem ra sử dụng. Lần này, vì để đối phó với liệt diệm Kim Liên mới cho Lưu Vân lấy Hàn Vân Thương từ Lưu gia đi. Lâm Nhất mở cuốn võ đạo dị văn lục ra, tìm kiếm trong mục thực vật thân thảo. Một lát sau bèn tìm được ghi chép về liệt diệm Kim Liên. Liệt diệm Kim Liên, còn được gọi là Hán Kim Liên, là loài sen vàng thuộc tính hỏa và cùng tôn quý như địa sung Kim Liên, Phật môn và đạo gia đều rất tôn sùng loài sen này. Hán Kim Liên mặc dù không bằng địa sung Kim Liên, nhưng cũng vô cùng quý giá, đến khi đủ năm tháng nhất định, thậm chí có thể hoàn toàn so sánh với địa sung Kim Liên. Hán Kim Liên mỗi 100 năm sẽ chìm sâu vào trong lòng đất để độ hỏa kiếp một lần, sau khi thành công thì số cánh hoa sẽ tăng lên gấp đôi. Thất bại thì sẽ tan thành mây khói, phụng dưỡng thiên địa. Nhưng điều cần chú ý là, sau khi Hán Kim Liên gặp phải nguy hiểm sẽ hóa thành hình dạng hán bạt mãnh thú thượng cổ gây ra hạn hán. Hán bạt. Hán bạt chính là loài hung thú từ thời thượng cổ, một khi xuất hiện nhất định sẽ gây ra dị tượng lửa cháy ngập trời, đất chết vạn dặm. Hán Kim Liên biến hóa khôn lường thành hình dạng hán bạt, thiết nghĩ cũng là để bảo vệ bản thân, nhưng thực lực chắc chắn không thể đạt được đến mức độ khủng bố như hán bạt thượng cổ đó. Thanh Hàn Vân Thương trong tay có lẽ chính là vũ khí lợi hại mà Lưu gia dùng để đối phó với hán bạt. Mỗi một cánh hoa Hán Kim Liên đều hàm chứa linh nguyên hỏa cực kỳ tinh thuần vô cùng khổng lồ, chính là vật đại bổ đối với võ giả tiên thiên. Đối với võ giả chưa bước vào tiên thiên, lại vừa khéo là người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa thì càng có tác dụng trợ giúp bổ sung hoàn hảo nền móng linh nguyên hỏa. Một khi bước vào tiên thiên thì có thể dùng linh nguyên tiên thiên biến hóa ra dị dượng lửa cháy khắp trời, có tiềm lực vô tận. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, cái gọi là biến hóa ra dị tượng lửa cháy ngập trời đó ít nhiều cũng có chút khoa trương. Nhưng nếu nuốt cánh hoa Hán Kim Liên, có thể giúp xây dựng nền móng cho cảnh giới hậu thiên, đột phá tích chữ nồng hậu tiên thiên, hẳn không phải là giả. Khù khù. Lâm Nhất đột nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, xòe bàn tay ra nhìn chăm chú vào vết máu tươi trong lòng bàn tay. Cường giả tiên thiên không hổ là cường giả tiên thiên, lão giả Hắc Y này có lẽ mới chỉ mở một khiếu. Nhìn vết máu trong lòng bàn tay, Lâm Nhất khẽ nói. Trận chiến với lão giả áo đen khiến hắn hiểu biết thêm rõ ràng về thực lực của cường giả tiên thiên. Rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức thái quá. Cho thấy nền móng mà hắn xây dựng không tệ, vượt xa những võ giả có võ đạo tầng 10 bình thường. Chương 213, tức điên. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như bản thân uống viên thất khiếu linh lung đan này, lại ngộ ra tiên thiên thuần dương công. Trong trạng thái như vậy mà còn không thể ung dung thoát khỏi bàn tay của cao thủ tiên thiên. Vậy thì kiếm miếng đậu phụ đập đầu chết cho rồi. Có điều, võ hồn đó lại thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Võ hồn của ông lão áo đen là một thanh đao dài, khi võ hồn xuất hiện trên tay ông ta tình thế lập tức nghịch chuyển, thanh uy huyền khí trung phẩm không thể nào áp đảo được đối phương nữa. Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng vó ngựa vang lên, Lâm Nhất ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy huyết long mã thông minh đã quay trở lại. Lâm Nhất nhìn thấy nó vẫn ngậm thủy nguyên quả trong miệng thì thoáng thấy ấm áp trong lòng. Con tiểu hồng này ngốc thì có ngốc thật đấy nhưng tính ra cũng có chút lương tâm.
Quay lại vừa đúng lúc. Lâm Nhất mỉm cười, giơ tay lấy thủy nguyên quả từ trong miệng nó ra. Thủy nguyên quả là thánh vật trị thương, có nó thì những vết thương do chiến đấu với ông lão áo đen trước đây đều không đáng nhắc đến nữa. Ta nói ngươi, rốt cuộc tại sao lại bị người ta bao vây thế hả? Lâm Nhất nhìn huyết long mã, bất lực hỏi ra. Với tốc độ và sự nhạy bén của nó thì việc bị người ta vây bắt là chuyện rất khó xảy ra. Người và ngựa giao tiếp với nhau khá khó khăn. May mà ngày đêm ở bên nhau, huyết long mã lại thông minh, nhanh nhạy nên cố gắng một chút thì Lâm Nhất cũng có thể hiểu được ý nó. Dù cho là như vậy thì cũng phải mất một lúc lâu, hắn mới hiểu ra được. Không khác mấy với suy đoán của hắn, huyết long mã thấy hắn mãi không tỉnh lại, lại thấy hắn bị thương rất nghiêm trọng, nên mới nghĩ đến việc tìm ít linh dược. Trong lúc nóng vội, đã bị người ta theo dõi. Kết quả, khi nó vừa mới phát hiện ra thủy nguyên quả thì đã bị bao vây rồi. Nhìn dấu vết bị chó ngao cắn và những vết thương bị đao chém trên thân của huyết long mã thì máu nóng trong người Lâm Nhất lại dâng lên, hắn gằn giọng nói, nếu ta cứ bỏ đi như thế thì hời cho bọn người đó quá rồi. Hai ngày sau, ở dãy núi Hoàng Vân, trên một mảnh đất hoang vu rộng lớn, mặt đất đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Một nhóm người đông đúc đang tụ tập ở bên ngoài. Hai người đứng đầu trong số đó là hai người trung niên, trên người họ đều cuồn cuộn uy lực tiên thiên khủng khiếp. Không lâu sau đó, đám đông bỗng trở nên lao xao, Lưu Vân và ông lão áo đen lặng lẽ bước qua. Một người đàn ông trung niên cao to, mặt chữ điền trong số đó hơi chau mày, nhìn về phía Lâm Vân và nói, Hàn Vân thương đâu? Người này chính là Lưu Đằng gia chủ của nhà họ Lưu ở thành Thanh Ninh, mấy năm trước đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Nuốt chửng những gia tộc khác ở thành Thanh Ninh rồi mới tạo dựng được một gia tộc lớn mạnh độc nhất như ngày nay. Lưu Vân run lên cầm cập, không dám nói gì. Gia chủ, lão phu không bảo vệ cẩn thận, đã để mất thương rồi. Ông lão áo đen tiến về trước, kể lại tóm tắt sự việc đã xảy ra một lượt. Đồ phế vật. Búp. Lưu Đằng bước qua, tát mạnh một cái lên mặt Lưu Vân. Cha, con đã sai rồi, cha tha cho con đi. Lưu Vân cảm nhận được sự tức giận của phụ thân mình, một tiếng thịch vang lên, hắn ta quỳ xuống đất xin tha. Cái đồ vô dụng nhà ngươi, không có chút tiền đồ nào cả, biết Hàn Vân thương có ý nghĩa gì không hả? Đang yên đang lành dưng lại gây ra rắc rối này cho ta, đến khi hán bạt xuất hiện thì ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây? Lưu Đằng hét lớn hết cỡ, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Nếu Lưu Vân này không phải là con trai của ông ta thì ông ta đã trưởng cho một trưởng chết ngay rồi. Đại ca, đừng giận nữa. Cũng không phải không có Hàn Vân Thương thì chúng ta sẽ không làm gì được Hán Bạt, dù sao thì liệt diệm kim liên này cũng chưa đủ 100 năm, với uy áp tiên thiên của ba chúng ta thì cũng đủ khống chế nó rồi. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh bước qua, khuyên giải ông ta rồi lại nói, cháu cũng đứng dậy trước đi. Cảm ơn nhị thúc. Lưu Vân lập tức cảm ơn, vội vã đứng dậy, ánh mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Tên nhóc này đúng là không biết sống chết. Dám nhòm ngó nhà họ Lưu ta. Phái người đi tìm, đợi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ đích thân đến gặp hắn, cho hắn sống không bằng chết. Ánh mắt Lưu Đằng thoáng vẻ độc ác, ông ta lạnh lùng nói. Cách đó 10 mét, trên một đỉnh núi, Lâm Nhất hướng mắt nhìn về xa. Hắn nhìn thấy khí thế của nhà họ Lưu thì cũng hơi giật mình. Không ngờ một gia tộc ở biên giới lại sinh ra được ba cao thủ tiên thiên. Cũng may, đều mới chỉ đến nhất khiếu thôi. Nếu không thì cho hắn thêm 10 lá gan, hắn cũng chắc chắn không dám đến đây. Xem ra mạo hiểm một phen là một việc làm đúng đắn, ta không gây rắc rối cho đám người này thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tìm đến ta. Còn về hiện tại, Hàn Kim Liên sẽ rơi vào tay ai thì chưa nói trước được. Lâm Nhất vuốt nhẹ lên Hàn Vân Thương trong tay, ánh mắt chợt sáng lên. Chương 214, biến cố. Ba người với các thủ đoạn khác nhau, lao vào tấn công Hán Bạt đang trúng độc điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, các loại võ kỹ tiên thiên không ngừng xuất hiện. Trong không trung, uy thế khủng bố không ngừng dâng trào khiến cho người xem hãi hùng khiếp sợ. Nếu không có thực lực tiên thiên mà tùy tiện gia nhập thì chắc chắn sẽ bị chấn thương ngay tại chỗ. Võ giả nhà họ Lưu khá thông minh. Mọi người chia làm mấy tiểu đội, mỗi đội hơn 10 người không ngừng thay đổi vị trí, dùng mũi tên bắn vào Hán Bạt. Vị trí của bọn họ biến đổi như vậy, rõ ràng ngày thường đã luyện tập rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Lưu Vân, sức chiến đấu của đám võ giả hậu thiên đã được phát huy mạnh mẽ, góp sức cho trận chiến một cách hoàn hảo. Trên hiện trường không phải là ba cường giả tiên thiên lớn ra sức chiến đấu Hán Bạt.
mà là toàn bộ sức mạnh của tông tộc đang áp chế Hán Bạt này. Cục diện đang được Lưu Gia nắm giữ chắc chắn, nhìn kiểu gì cũng thấy Hán Bạt đang ngoan cố chống cự. Cơ hội không lớn. Lâm Nhất đánh giá liệt diệm kim liên mà Hán Bạt huyễn hóa ra, có lẽ là thực lực khoảng chừng tiên thiên tam khiếu. Theo lý mà nói, nếu gặp phải tình huống này, mặc dù không địch lại nhưng chạy trốn vẫn vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng dưới sự phối hợp hoàn hảo của cả tông tộc nhà họ Lưu, cuối cùng nó cũng không thể nào phá vỡ vòng vây, chỉ có thể để cho cục diện chuyển biến xấu đi. Điều quan trọng vẫn là mũi tên độc bắt đầu khiến cho sức chiến đấu của Hán Bạt càng bị hạn chế gắt gao hơn. Liếc nhìn Hàn Vân Thương trong tay, Lâm Nhất thầm nghĩ, nếu như giờ phút này đối phương có loại huyền khí trung phẩm này. Với thuộc tính xung khắc của băng và lửa, đoán chừng hiện tại có thể thu phục được Hán Kim Liên này. Đang lúc Lâm Nhất cảm thấy nguy hiểm đã quá lớn, không thể nào ra tay được. Trong không gian bỗng trở nên dị thường. Mười mấy người áo đen đột ngột lao ra chém giết từ hai bên sườn, trên người kẻ cầm đầm bộc phát ra uy lực mạnh mẽ của tiên thiên. Dưới sự dẫn dắt của hắn ta, đám người Lưu ra kịp đề phòng, chỉ nháy mắt đã chết mười mấy võ giả nhà họ Lưu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên hết đợt này tới đợt khác. Vèo vèo vèo. Nhóm người này cực kỳ quyết đoán, sau khi giết xong lập tức chuyển hướng sang các chiến trường khác. Những võ giả Lưu gia khác lại bị tiêu diệt bởi cường giả tiên thiên dẫn đầu kia, chỉ trong phút chốc, gần trăm tên võ giả nhà họ Lưu đã bị giết. Quỳnh! Thiếu đi nhiều võ giả nhà họ Lưu như vậy, mật độ mũi tên lập tức giảm đi không ít. Áp lực của Hán Bạt cùng đường bí lối chợt giảm bớt, uy lực hung hãn thi triển mạnh mẽ hơn, nó bắt đầu phản công kịch liệt. Hay cho đám người thông minh, biết rõ nếu để mặc Lưu gia tiếp tục vây giết như thế này, Hán Bạt chắc chắn sẽ chết. Giết võ giả nhà Lưu từ bên ngoài sẽ giảm bớt áp lực cho Hán Bạt, tạo ra cơ hội làm ba người Lưu Đằng bị trọng thương. Cảnh tượng bất ngờ xuất hiện này làm đôi mắt Lâm Nhất sáng bừng lên. Ổn định, ổn định. Lưu Vân trong đám người kia cao giọng kêu lên, kêu gọi võ giả nhà họ Lưu bao vây giết hơn 10 kẻ áo đen này. Nhưng sau khi mười mấy kẻ áo đen này làm loạn cục diện xong lại theo sự dẫn dắt của người cầm đầu, lập tức lao về phía Hán Bạt. Trận chiến đang diễn ra ở đó. Những võ giả bình thường hoàn toàn không dám đến gần. Tất cả những người kẻ mặc đồ đen đều che kín cả khuôn mặt, không nhìn rõ được dáng vẻ ra sao, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong ánh mắt của cường giả tiên thiên cầm đầu lộ ra ánh nhìn được ăn cả ngã về không, tràn ngập sát khí. Đúng thời điểm quan trong ba người Lưu Đằng đang hàng phục Hán Bạt, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người áo đen xông tới nhưng bọn họ đều không lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy bọn họ cười lạnh một tiếng sau đó đồng thời giật người lùi ra sau. Vậy mà lại thả Hán Bạt đã sắp hàng phục được ra. Đám người đột nhiên lao tới gần nhìn thấy bất ngờ này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chúng kế rồi, rút lui. Người áo đen dẫn dầu vô cùng căng thẳng lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà đã muộn rồi. Ở vòng ngoài, có 10 tên xạ thủ mặc áo lam mạnh mẽ nhảy ra. Những người này chưa xuất hiện bao giờ, nhưng không ai là không có tu vi võ đạo tầng 9. Đáng sợ nhất chính là trong tay bọn họ đều cầm một cây cung. Cây nào cũng nằm trong số cung báu huyền binh hạ phẩm. Sắc mặt 10 người lạnh nhạt, dương cung lên kéo căng dây. Khi dây cung được kéo căng thành hình trăng tròn, bọn họ cũng đồng thời thả tay ra. Vút! 10 mũi tên nặng nề mang theo uy lực khủng bố của huyền binh hạ phẩm tạo ra âm thanh xé gió cực kỳ chói tai trong không trung. Gần như chỉ trong nháy mắt, ngoài cường giả tiên thiên cầm đầu ra, tất cả những kẻ áo đen khác đều bị trúng tên. Những kẻ bị trúng tên chỉ kịp kêu lên một tiếng. Lập tức mất mạng ngay tại chỗ. Tạp chủng nhà họ Vạn, ngươi tưởng rằng che mặt lại là ta không nhận ra các người sao? Lưu Đằng nhìn nhóm người này ngã xuống, không ngừng cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lưu Đằng, ngươi thật tàn nhẫn. Nhìn những người đồng hành đã mất mạng, người cầm đầu kéo khăn che mặt xuống, gương mặt già nua lộ ra vẻ mặt vô cùng hối hận. Nếu không phải ta độc ác thì làm sao có thể độc chiếm thành Thanh Ninh, đuổi hết đám vớ vẩn các ngươi đi chứ? Muốn xoay chuyển tình thế ư, không có cửa đâu. Nói cho ngươi biết hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lưu Đằng lạnh lùng quát một tiếng, một mình lao lên, tự mình ra tay với ông già nhà họ Vạn. Lưu Thiên và ông già áo đen lại tiến lên phía trước, trấn áp Hán Bạt đã sắp bị hàng phục. Bên ngoài 10 dặm, Lâm Nhất đứng trên ngọn núi cô độc, trong mắt hiện ra một tia sáng. Hắn vốn đã định rút lui nhưng sau khi nhìn thấy chuyện bất ngờ kia, cuối cùng hắn lại ra quyết định. Hắn cởi hộp đựng kiếm đang đeo sau lưng xuống, nhẹ giọng nói, có thể thành công hay không đành trông cậy vào mày đấy. Bùm!
Hoa văn trên hộp đựng kiếm nở rộ tràn ra ánh sáng, tử băng diên tước thành hình, vỗ cánh trên bề mặt hộp đựng kiếm. Hộp đựng kiếm nặng trĩu cứ lẳng lặng lơ lửng trôi giữa không trung. Mũi chân Lâm Nhất vọt nhẹ một cái, nhảy bật lên dừng ở trên thân hộp đựng kiếm. Bùm! Hộp đựng kiếm chở một người trên lưng bắt đầu rung lên, tâm thần Lâm Nhất bình tĩnh lại, vội vàng rót nội kình thuần dương vào trong đó. Cuối cùng hộp đựng kiếm đang lay động cũng từ từ ổn định lại. Dưới sự điều khiển của Lâm Nhất, chiếc hộp hướng lên trời cao nhích từng chút một bay về phía có chuyện thị phi kia. Chương 215, Huyết Long Mã Quấy Dày. Lão giả Hắc Y và lão nhị Lưu gia liên thủ đối phó Hán Bạt, rõ ràng rất chật vật. Nhưng cũng may Hán Bạt chúng độc đã sâu, thực lực giảm mạnh, nhìn trông như nỏ mạnh hết đà. Lưu Đằng một mình cố gắng áp chế gia chủ Vạn gia, không ngừng cười gằn, ra tay tàn nhẫn. Gia chủ Vạn gia lúc này tâm như cho tàn, vốn định đánh cược mạng sống, cố chấp đoạt lấy Hán Kim Liên để hoàn toàn khôi phục lại thực lực của Vạn gia. Nhưng ai có thể ngờ được Lưu Đằng lại sớm đã có dự tính, bố trí trước cục diện. 10 cây bảo cung cấp bậc huyền khí hạ phẩm đã đợi sẵn đám người Vạn gia vào chồng, chớp mắt đã chết hết chỉ còn lại một mình gia chủ Vạn gia. Lão quỷ, nếu như ngươi chịu quy thuận Lưu gia ta, làm một khách khanh thì ta cũng không phải không thể giữ ngươi lại. Thực lực của Lưu Đằng rõ ràng trên cơ đối phương, vẫn còn dư hơi cười nói, dù sao ngươi cũng là một cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cho dù ta có hóa thành cho bụi cũng sẽ không cúi đầu trước Lưu gia các ngươi. Sắc mặt của gia chủ Vạn gia lạnh lùng, hai mắt gần như sắp tóe ra lửa, tay Lưu Đằng này trong mắt ông ta giống như một tên ác ma vậy. Bao nhiêu người của Vạn gia đã chết thảm trong tay của đối phương, sao có thể quy thuận đối phương chứ? Vậy ngươi đi chết đi. Thình thịch, Lưu Đằng quát lạnh một tiếng, song trường không ngừng đánh ra, bước cho gia chủ Vạn gia đau đớn đến mức không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch. Phốc, sơ ý một cái đã bị bắt được sơ hở, trực tiếp phun ra máu tươi. Một tên vô dụng, với chút trình độ này của ngươi thì nhà họ Vạn bị diệt vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy người của nhà họ Vạn đó hoàn toàn chết là vì ngươi, một tộc trưởng vô dụng thì có mặt mũi nào mà sống chứ. Lưu Đằng có được ưu thế áp đảo, không ngừng mỉa mai đối phương, đánh tan tâm lý phòng thủ của đối phương. Ta liều mạng với ngươi. Gia chủ Vạn gia căm phẫn đến mức hai mắt đỏ au, vô cùng căm uất. Lúc ra tay trưởng pháp loạn lung tung cả lên. Trong lòng Lưu Đằng cười khẩy, từng chút một gia tăng thêm mức độ trọng thương cho đối phương, bắt đầu nổi lên một kích tất sát. Một mặt khác, võ giả Lưu gia chỉnh đốn lại từ đầu, phối hợp với lão giả Hắc Y và Lưu Thiên, từ từ nắm chắc thế cục trong tay. Chỉ e không bao lâu nữa Hán Bạt sẽ bị đám người Lưu gia thu phục, tình thế đang rất tốt. Mọi người gia tăng sức lực, thứ xúc sinh này sắp bị hàng phục rồi. Lưu Vân trong đám người, sắc mặt vui mừng, cao giọng gào lên nói. Đát đát đát. Đúng lúc này, một con huyết long mã cáo kỉnh, lông da toàn thân đỏ như máu, bóng loáng sáng quắc. Thần dị uy mãnh, giống như được khoác lên mình một tầng huyết diệm lưu ly, đem theo khí thế vô cùng cuồng bạo hung hăng từ bên ngoài sông tới. Khí tức cuồng bạo cực kỳ dã tính lao tới, chớp mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Công tử, người nhìn kìa. Con ngựa hoang đó lại quay lại rồi. Có người tỏ ra hoảng sợ, chỉ vào huyết long mã lắp ba lắp bắp nói với Lưu Vân. Lưu Vân quay lại nhìn, nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại, trầm giọng nói con xúc sinh này. Các ngươi theo ta, tên khốn đó nhất định cũng đang ở gần đây. Con huyết long mã trông có vẻ như vẫn còn rất xa, trước mắt đã xông đến chỗ đám người, đột nhiên tiến mạnh, vó ngựa điên loạn vung lên. Thình thịch, gần như chỉ trong mấy hơi thở. Mấy đội ngũ đều đã bị huyết long mã tách ra. Những võ giả bị nó đá trúng liên tiếp kêu thảm, gãy mấy cái xương sườn ngay tại chỗ. Khanh khách, dáng vẻ huyết long mã linh động, không chút kiêng dè, người ngoài căn bản không bắt được nó. Nó nhếch mép để lộ ra hai hàng răng cửa, không ngừng cười, điên cuồng đá tới. Mấy trăm võ giả Lưu gia nhất thời bị con huyết long mã này quần cho rối như canh hẹ, không thể giữ trật tự được. Chuyện gì thế này? Lưu Đằng đang áp chế gia chủ Vạn gia nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt kinh hãi. Gia chủ nhân của con ngựa này chính là tay thiếu niên đã cướp đi Hàn Vân Thương, lão giả Hắc Y gào lớn lên, thần sắc có chút lo lắng nói. Xúc sinh mà cũng dám ngông cuồng vậy sao? Lưu Đằng lập tức giận dữ, quay người rời đi, muốn bắt giữ con huyết long mã này. Hắc hắc, muốn đi, ta còn chưa đồng ý đâu,
toàn thân đẫm máu, gia chủ Vạn gia sắc mặt trắng bệch cười quái dị như ma quỷ, liều mạng cuốn lấy đối phương. Lão già, ngươi chết đi cho ta. Nhất thời Lưu Đằng tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt vốn bình tĩnh giờ lộ ra sự tức giận. Nếu như trước lúc ta chết mà có thể nhìn thấy ngươi phải nghẹn khuất một lần cũng coi như hỏa vốn rồi, ha 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 ha. Gia chủ Vạn gia hoàn toàn không màng đến mạng sống, liều chết ngăn cản Lưu Đằng. Hai người Lưu Thiên đúng trong lúc chiến đấu cuối cùng với Hán Bạt thì trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng. Thiếu mất sự áp chế của võ giả Lưu gia, phản kích của Hán Bạt vẫn khiến người ta có chút đau đầu. Lão Hoàng, hay là ta đi giải quyết con súc sinh kia trước, nếu cứ thế này thì cũng không phải cách hay. Lưu Thiên cảm thấy có chút đau đầu, lén nhìn Huyết Long Mã đang vô cùng vui sướng, vần quanh đùa giỡn đám võ giả Lưu gia. Không được. Tên tiểu tử đó nhất định đang ẩn nấp gần đây, nếu như ngươi đi thì hắn nhất định sẽ hiện thân, đoạt mất Hán Kim Liên. Lão giả Hắc Y vội vàng lên tiếng ngăn cản, tiếp tục nói, tuyệt đối đừng mắc bẫy, chúng ta hiện tại không thể thiếu cảnh giác, tên tiểu tử đó không biết sẽ xuất hiện từ chỗ nào, hắn có Hàn Vân Thương đó. Lưu Thiên biết tính nghiêm trọng của sự việc, không còn tâm tư ra tay đối phó với Huyết Long Mã nữa. Nhưng mỗi lần liếc sang nhìn đều thấy con Huyết Long Mã nhếch miệng cười kỳ quái. Khiến ông ta vẫn tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên trên thân Hán Bạt bạo phát ra khí thế kinh thiên, đủ để hoàn toàn so sánh với cường giả tiên thiên nhị khiếu, lập tức đánh bay cả hai người đi. Lão giả Hắc Y và Lưu Thiên cùng đồng thời hết sức vui mừng, cười nói, hồi quang phản chiếu, thứ xúc sinh này cuối cùng cũng không trụ được nữa rồi. Quả thực là hồi quang phản chiếu của Hán Bạt, chỉ cần trụ vững được qua làn sóng đả kích này, Hán Bạt liền lập tức bị hàng phục. Trong lúc cười lớn, lão già áo đen và Lưu Thiên đều không dừng lại mà đồng thời cùng tế ra võ hồn, ra tay toàn lực. Hai người trong trận đại chiến đều tự phân chia tinh thần, để phòng Lâm Nhất đang ẩn nấp đâu đó ra tay. Đặc biệt là lão già áo đen đã từng bị ăn một vố thiệt thân của hắn nên vô cùng thận trọng, đôi con người luôn luôn đảo tới đảo lui. Thình thịch, lại một lần nữa liều mạng, hai người bị hồi quang phản chiếu của Hán Bạt đánh lui hơn 10 bước. Chương 216, một thương chí mạng. Sắc mặt của lão giả Hắc Y và Lưu Thiên đều cùng nghiêm lại, lần nữa giết về phía trước. Nhưng đúng lúc này thì dị biến đột nhiên xảy ra. Một đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, gần như chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở đã đoạt trước mặt hai người rồi hạ xuống trên đỉnh đầu Hán Bạt. Siêu. Hàn Vân Thương ra tay đâm ra một kích, hàn mang sắc lạnh từ đầu mũi thương bạo phát ra, cực kỳ chói mắt. Hàn phong đột nhiên nổi lên, thổi mạnh tới. Lưu Thiên và lão giả áo đen đều kinh ngạc trợn tròn mắt, hai con người như sắp rơi ra ngoài đến nơi. Đây, Lâm Nhất tới từ một góc độ mà không ai ngờ đến được, ở cửa ải cuối cùng đã đâm ra một thương chí mạng. Ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được Lâm Nhất lại hạ xuống từ trên trời. Thanh Hàn Vân Thương huyền khí trung phẩm trong tay hắn chớp mắt chế ngự được Hán Bạt. Chỉ thấy Hán Bạt gào thét lên một tiếng rồi quay về hình dạng liệt diệm kim liên nguyên hình ban đầu. Linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn phả vào mặt. Trong mắt Lâm Nhất lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lập tức túm lấy Hán Kim Liên nhanh chóng cho vào trong túi trữ vật. Dừng tay! Lão giả áo đen và Lưu Thiên tức đến mức toàn thân run rẩy, gào giống lên một tiếng, rồi đuổi theo Lâm Nhất. Lâm Nhất khẽ cười, không hoảng hốt không vội vàng tiếp lấy hộp kiếm cổ từ trên trời rơi xuống. Hai tay cầm chắc. Dùng sức vung lên quét ngang đánh ra. Thình thịch. Trong tiếng nổ lớn, hộp kiếm cổ va chạm cùng một chỗ với võ hồn của hai cường giả tiên thiên. Phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như sấm sét nện xuống san bằng mặt đất, đình tai nhức óc. Bụi bặm từ mặt đất cuộn lên, lão giả áo đen và Lưu Thiên sắc mặt đỏ bừng, khí huyết không thông. Đều không ngờ được, một mình Lâm Nhất lại có thể đánh lui hai người, nhân cơ hội nhanh chóng rút lui. Bắt lấy hắn. Lưu Vân đã đợi chờ rất lâu cười gần một tiếng, dẫn theo đại đội võ giả giết tới từ cánh bên, ngăn cản đường lui của Lâm Nhất. Lâm Nhất vỗ tay bắn ta, hộp kiếm trong không trung mở ra, cánh hoa tường vi đầy trời, lăng không tung bay. Táng hoa kiếm hiện thân trong màn phi vũ của cánh hoa. Siêu. Nhân ảnh như gió, giống như một đạo mị ảnh âm u, Lâm Nhất cầm chắc chuôi kiếm xuyên qua màn mưa cánh hoa ngập trời chém đến. Keng. Táng hoa kiếm giống như một dòng thu thủy bắn nhanh ra. Nhìn thấy mười mấy tay võ giả của Lưu gia, Lâm Nhất khẽ cười, nhảy vọt lên không. Hồi quang lưu ảnh. Nhất thời, Lâm Nhất vung kiếm ngang ra, trong không trung lưu quang chợt khởi, người hắn múa theo kiếm,
một mảng kiếm quang tựa như lưu ảnh, không ngừng quay về. Máu tươi bắn lên không trung như cầu vồng, tiếng kêu thảm vang lên, không ngừng kêu rên. Mười mấy tên võ giả của Lưu gia bị hắn một người một kiếm chém cho ngã xuống liềng xiềng, hoàn toàn không có khả năng phản kích. Lưu Vân tốt hơn chút, sau khi chặn được mấy kiếm mới bị Lâm Nhất đạp cho một cước thổ huyết bay đi. Phóng tên! Phía sau có người hô lớn lên, chỉ thấy hàng trăm võ giả Lưu gia cùng lúc dương cung tên lên, mũi tên đầy trời, như mưa lao về phía Lâm Nhất. Trong đó còn ẩn giấu 10 huyền binh tiên thiên, bắn ra những mũi tên tấn công chí mạng. Vấn kiếm thông linh! Lâm Nhất nhướng mày, thân kiếm đột nhiên không ngừng run lên rồi phát ra tiếng kêu, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, vang vọng bốn phương tám hướng. Mưa tên chí mạng đang bắn tới lại bắt đầu run rẩy giữa không trung, đột nhiên nhanh chóng rớt xuống dưới. Nhẹ nhàng lùi lại, Lâm Nhất đã né tránh được làn mưa tên này. Bong bong! Vẫn chưa xong, âm thanh kỳ ảo vẫn tiếp tục vang lên, những võ giả nắm bảo cung trong tay bất ngờ phát hiện ra, dây cung trong tay không ngừng rung động, sau đó liền đứt gãy. Lâm Nhất quay người lại, chém ra một kiếm, thân kiếm thon dài hoàn mỹ chui vào vỏ kiếm đang ở giữa không trung. Cánh hoa ngập trời đồng thời trở lại hộp kiếm cùng với táng hoa kiếm. Đeo lại hộp kiếm cổ lên lưng, Lâm Nhất quay người tiếp tục chạy như điên lao đi. Vù vù. Lão giả Hắc Y và Lưu Thiên lật đật đuổi tới. Thấy võ giả Lưu gia toàn thân đầy vết kiếm chém, máu tươi tuôn xối xả, nằm dạp trên đất không ngừng kêu rên, vẻ mặt hai người khiếp sợ. Lâm Nhất cầm kiếm như biến thành một người khác, quả thực chính là sát thần. Đuổi theo. Sắc mặt hai người âm trầm, nếu để Lâm Nhất chạy mất thì thể diện của Lưu gia coi như hoàn toàn mất hết. Đột nhiên, Lâm Nhất trong lúc bỏ chạy cảm nhận được áp lực bạo tăng. Quay đầu lại nhìn thì thấy Lưu Đằng cuối cùng cũng đã giải quyết xong đối thủ, ba vị cường giả tiên thiên cùng lúc truy đuổi Lâm Nhất. Uy áp tiên thiên khủng bố giống như một dãy núi liên miên không dứt bao phủ xuống. Tên xúc sinh. Đến đúng lúc lắm, ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra hết cả gốc lẫn lãi. Sắc mặt Lưu Đằng âm trầm, lạnh lùng nói. Mắt thấy Lâm Nhất sắp bị ba vị cường giả tiên thiên đuổi kịp, bước chân bỏ chạy của hắn đang chậm lại. Nội kình tiêu hao hết rồi. Ba người Lưu Đằng nhìn nhau, không khỏi cười khẩy, suy cho cùng cũng chỉ là một tên ngụy tiên thiên mà thôi. Nhưng Lâm Nhất giảm tốc độ đột nhiên lại quay người, vung quyền đánh ra, một đoàn hỏa diễm hóa ra một con tử băng diên tước. Giang rộng hai cánh phi nhào đến, hàn khí khủng bố thẩm thấu sau đó hóa thành ngọn lửa băng lao đến trước mặt, chớp mắt ba người Lưu Đằng sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Lùi lại. Trong lúc điên cuồng thoái lui, ba người đồng thời ra tay, cùng ngăn cản con tử băng diên tước này. Thình thịch. Vô số mảnh vụn hàn băng bay tứ tung đầy trời. Khóe miệng của ba người cũng đều tràn ra một tia máu, bị đánh bay lùi lại hàng trăm bước không ngừng, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc nồng đậm. Lưu Đằng trợn mắt lên nhìn, chỉ thấy Lâm Nhất đã cưỡi lên lưng huyết long mã, lưng đeo hộp kiếm cổ, đang thúc ngựa bỏ chạy rồi. Ở lại cho ta. Ông ta gào lên một tiếng, võ hồn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường thương băng hàn, điều động linh nguyên tiên thiên toàn thân, dùng hết sức lực để ném ra. Siêu. Tiếng xé gió trong không trung chói tai, thanh trường thương nhanh như một tia chớp, điên cuồng lao theo đuổi tới. Tốc độ huyết long mã bỏ chạy kinh người. Nhưng dưới một thương toàn lực bạo phát ra của Lưu Đằng thì vẫn có chút chậm hơn. Keng. Võ hồn trường thương được gia trì thêm bằng linh nguyên tiên thiên với thế như sấm sét, đánh lên hộp kiếm cổ đeo trên lưng Lâm Nhất. Phốc. Lâm Nhất chợt phun ra một ngụm máu tươi thật lớn rồi bị đánh bay đi, rơi xuống dưới mặt đất. Sắc mặt ba người Lưu Đằng lập tức tỏ ra vui mừng, vội vàng đuổi theo. Nhưng trong nháy mắt, huyết long mã cúi đầu gằm chặt lấy Lâm Nhất hất mạnh về sau. Ngang ngược hất Lâm Nhất hiện đang bị trúng trọng thương bay đi sắp rơi xuống đất lên lưng ngựa. Chương 217, cho Tiểu Hồng ăn hán kim liên. Nằm vật trên lưng huyết long mã, toàn thân Lâm Nhất vô lực, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều đang bùng nổ. Một kích đỉnh phong của Lưu Đằng thực sự mạnh đến đáng sợ. Nếu không có hộp kiếm cổ chắn đỡ giúp cho hắn thì e là đã chết ngay tại trận rồi. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn bị thương không nhẹ, đến bây giờ đến động đậy ngón tay cũng không nổi. Rất khó tưởng tượng, nếu huyết long mã không cắn hắn lôi lên lưng thì sẽ có kết cục thế nào nữa. Siêu siêu siêu. Lưu Đằng, Lưu Thiên và lão giả áo đen ba người thi triển thân pháp, điên cuồng đuổi theo không tha. Dưới tình huống bình thường, nếu huyết long mã chở một người thì cường giả tiên thiên có thể đuổi kịp được. Nhưng hiện tại, mặc dù ba người đều không đến nỗi thảm hại như Lâm Nhất,
nhưng cũng đã bị thương không nhẹ, tiêu hao quá nhiều. Khoảng cách với huyết long mã dần dần bị bỏ xa, mãi đến cuối cùng chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì hơn nữa. Hoàn toàn để mất tung tích của huyết long mã, sắc mặt trắng bệch, mệt đến một chút sức lực cũng không còn. Đáng hận. Lưu Đằng bùng lên lửa giận trước ngực, gương mặt đỏ ửng như bị bệnh, tức đến mức thở hổn hển, biểu cảm vô cùng phẫn nộ. Ngẫm lại bản thân đường đường là một cường giả tiên thiên, hội tụ lực tượng của cả dòng họ, hao tốn mất tâm huyết và thời gian mười mấy ngày trời. Gần như tích trữ của cả gia tộc đều đã dùng hết cho lần này. Nhưng cuối cùng lại bị một tên nhãi danh cướp mất trái ngọt. Công cốc như công giá tràng, không thu hoạch được bất cứ thứ gì. Cha, cha không sao chứ? Lưu Vân và một đám tùy tùng lật đật đuổi tới, thấy thế sốt ruột lên tiếng hỏi. Lưu Đằng vốn khí huyết đã đang không thông, giờ lại thấy đứa con vô dụng không được trò chống gì của mình liền lập tức bùng nổ. Thứ vô dụng, nếu không phải ngươi để mất Hàn Vân Thương thì sẽ có kết cục như thế này sao? Ta tự xưng là thông minh hơn người, tính toán đủ đường, sao lại không thể tính ra được, mười mấy năm trước lại sinh ra loại vô dụng như ngươi chứ? Càng chửi càng tức, mắng chửi đến cuối cùng vì tức quá mà phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, đừng kích động, tên tiểu tử đó bị thương nặng như vậy, chắc chắn không chạy xa được đâu, Lưu Thiên vội vàng khuyên nói. Sắc mặt Lưu Đằng âm trầm. Nói một chữ lại ngừng một lúc, soát cho ta, phạm vi trăm dặm, một tấc cũng không được bỏ qua, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một đám người lập tức bắt đầu hành động, tập trung kiểm tra trong khu rừng rậm này. Hai canh giờ sau, Lâm Nhất trên lưng huyết long mã động đậy ngón tay, đã có thể hơi gập vào được. Tiểu Hồng, cho ta xuống. Rầm. Đợi con huyết long mã dừng lại, Lâm Nhất tuột từ trên lưng ngựa xuống, ngã nhào xuống đất. Chật vật đứng lên. Dựa vào một thân cây to nhắm mắt lại thả lỏng. Toàn thân đau nhức không chịu được, sóc này trên lưng ngựa khiến thương thế nội tạng của hắn càng nghiêm trọng hơn mấy phần. Một lúc lâu sau, đến khi tinh thần đã hồi phục lại được chút, Lâm Nhất mở mắt ra. Gương mặt trắng bệch đã hồng hào hơn nhiều rồi, nhưng đôi mắt thì vẫn tỏ ra hơi vô thần, khó giấu nổi sự mệt mỏi và đau đớn. Lấy ra viên dưỡng tâm đan còn sót lại, Lâm Nhất thở dài. Lúc này cũng chỉ có thể dùng nó như đan dược trị thương mà thôi. Thình thịch. Dưỡng tâm đan vừa vào trong cơ thể, dược lực hiện ra trước ngực, chỉ chốc lát trái tim liền đập dữ dội. Cơ thể mệt mỏi vì trọng thương giống như một cỗ máy tinh xảo mà chặt chẽ, khi trái tim đập khỏe mạnh thì cũng bắt đầu hoạt động lại từ đầu. Nhờ vào khả năng hồi phục cường đại của thân thể, thương thế từng chút một dần dần chuyển biến tốt. Đến khi sự đau đớn thoáng giảm đi nhiều rồi, Lâm Nhất mới thở phào một hơi, sắc mặt có vẻ thoải mái hơn nhiều. Trước đó không dám lơi là, bởi vì chỉ cần há miệng ra là đã khiến tâm phổi thêm phần đau đớn rồi. Đại Tần Đế Quốc, chỉ là một gia tộc ở tiểu thành biên thủy đã mạnh như vậy, đúng là rất đáng khiến người ta kỳ vọng. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên một mạt quang mang, nhẹ giọng tự độc thoại. Uy lực một thương cuối cùng của Lưu Đằng khiến Lâm Nhất rõ ràng hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của võ hồn. Trong lòng hắn trào lên khát vọng trước nay chưa từng có. Khát vọng đột phá cảnh giới tiên thiên, xem hạt giống tiên thiên của mình có thể ngưng tụ ra võ hồn thế nào. Căn cốt của hắn không tốt, thân thể chẳng qua cũng chỉ là phàm thể bình thường, có thể lội ngược dòng được hay không phải dựa vào võ hồn ngưng tụ ra được rồi. Kiểm tra thu hoạch chuyến này trước đã. Nghĩ đến hán kim liên trong túi trữ vật, trên mặt Lâm Nhất lại thoáng hiện lên vẻ hưng phấn, sự đau đớn hoàn toàn bị áp chế xuống. Nguy hiểm trong chuyến đi này có thể gọi là từng bước kinh tâm. Chỉ cần đi sai một bước là có thể gây ra họa lớn, bỏ lại mạng sống ở đó. Nhưng cuối cùng trải qua cửu tử nhất sinh, hắn còn đoạt được hán kim liên, tất cả những gì phải chịu đựng đều xứng đáng. Xôn xao. Vào khoảnh khắc lấy ra liệt diệm kim liên, linh nguyên thuộc tính hỏa cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra. Cả gốc cây kim liên vàng rực một vùng, tản phát ra kim quang tinh tế, nhìn trông đẹp đẽ giống như một ngọn lửa vàng. Tỉ mỉ đếm lại thì gốc hán kim liên tổng cộng có 22 cánh hoa, mỗi cánh đều chứa đựng linh nguyên hỏa vô cùng dồi dào. Đáng tiếc, với thương thế hiện tại của Lâm Nhất thì vẫn chưa chịu được vật đại bổ như vậy. Ngẩng đầu nhìn con huyết long mã một cái, chỉ thấy đối phương ánh mắt rực cháy đang nhìn chằm chằm vào gốc hán kim liên trong tay hắn. Miệng há ra, suýt chút nữa là nhũ nước miếng rồi. Huyết long mã rõ ràng là yêu thú thiên về thuộc tính hỏa, hán kim liên có thể nói là vừa đúng phù hợp với nó. Lâm Nhất ngắt một cánh hoa xuống, vươn tay ra đưa cho nó. Huyết long mã lẻ lưỡi liếm,
nhai nhai vài cái rồi trực tiếp nuốt xuống. Xôn xao. Trong phút chốc, toàn thân nó đều bùng lên một ngọn lửa huyết sắc, cả thân hình giống như đang bốc cháy. Linh khí tính hỏa cuồng bạo từ trên người nó phát ra. Chương 218, luyện hóa Hán Kim Liên. Hỏa linh nguyên khủng bố hàm chứa trong Hán Kim Liên khiến Lâm Nhất giật mình chết khiếp, may là lúc này hắn chưa ăn vào. Huyết long mã lập tức không ngừng nhảy lên, giống hí không thôi, khí huyết trong cơ thể nó cuồn cuộn như trường giang đại hải. Đát đát đát. Bốn chân chuẩn bị, trực tiếp lao đi về phía xa, nó hiển nhiên là sợ động tính quá lớn sẽ khiến Lâm Nhất dù kẻ dịch tới. Lâm Nhất nhìn về phía xa, sắc mặt từ từ nghiêm lại, biết rõ giờ phút này vẫn chưa được coi là an toàn. Hiện tại, thực lực của bản thân đến ba phần cũng không thể thi triển được, tùy tiện bị một người tóm cũng không đánh lại được. Tình huống thế này rất khó đem lại cảm giác an toàn. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Nhất nhắm mắt vận chuyển tiên thiên thuần dương công, để nội kình thuần dương chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Nội kình thuần dương màu vàng giống như một dòng nước ấm, len lỏi chảy qua tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng trong người, từng chút một bồi dưỡng những vết thương của Lâm Nhất, tăng tốc phát huy dược hiệu của dưỡng tâm đan. Siêu siêu siêu. Sau thời gian nửa nén nhang, âm thanh tiếng bước chân truyền tới, Lâm Nhất nhạy bén mở mắt ra, ngắt ngang việc vận chuyển công pháp. Thoáng cảm nhận một phen, hóa ra chỉ là mấy tên tùy tùng nhà họ Lưu. Những nhân vật như vậy lúc bình thường hắn tùy tiện vung tay vài chiêu là có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng hiện tại thì thực sự khó chơi. Không nghĩ nhiều, Lâm Nhất xoay người trèo lên cây, giấu mình vào trong tán lá sum suê dày rậm. Kỳ lạ. Vừa nãy rõ ràng nghe thấy âm thanh, sao giờ lại không thấy người đâu? Không bao lâu, bốn tên tùy tùng lưu ra đến gần xung quanh cây cổ thụ. Cẩn thận tìm đi, xem có dấu vết gì để lại không? Tộc trưởng đã nói rồi, tên tiểu tử đó bị trọng thương, tùy tiện một người trong chúng ta cũng có thể xử hắn, cái đầu của hắn hiện tại đáng tiền lắm đấy. Không có gì, bên này chỗ ta cũng không thấy gì. Chắc không phải nghe nhầm rồi đó chứ? Tên đại hán áo lam dẫn đầu đội nhíu mày không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trên cây. Lâm Nhất thoát tim, vội vàng ẩn giấu thân hình kỹ càng hơn, không dám có chút sơ ý nào. Các ngươi nói xem có nên leo lên cây soát thử không, tên dẫn đầu khẽ nói, dẫn đến một đám tùy tùng đều nói có thể thử xem sao. Nhưng phái ai trèo lên thì lại thành một vấn đề khó. Mặc dù tộc trưởng nói Lâm Nhất đã bị thương nặng, nhưng hình ảnh sát thần trước đó của Lâm Nhất vẫn khiến đám người cực kỳ e ngại. Ngộ nhớ, hắn thật sự vẫn còn một phần sức chiến đấu thì người trèo lên cây chắc chắn không nghi ngờ gì sẽ phải chết. Đồ nhát gan, đệ ta, đại hán áo lam mắng một tiếng, cuối cùng quyết định tự mình trèo lên cây kiểm tra. Trái tim Lâm Nhất chợt trầm xuống, nếu như bị phát hiện ra thì phiền phức có vẻ lớn rồi. Sát sát sát. Đại hán áo lam thân thủ nhanh nhẹn, trèo lên cây rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp tới nơi Lâm Nhất đang ẩn náu. Khoảng cách giữa hai người chỉ cách một thân mình. Đối phương chỉ cần quay một vòng là có thể nhìn thấy hắn. Trái tim Lâm Nhất như nhảy lên cổ họng, sắc mặt ngưng trọng, lưng dán chặt lên cây, hắn ngừng thở, cố gắng không để bản thân căng thẳng quá độ. Ai ngờ tên đại hán áo lam đó tay chân vẫn không ngừng, tiếp tục trèo lên trên, cứ như vậy mà bỏ qua hắn. Sau khi trèo lên đến tận ngọn cây, hắn mới tìm kiếm cẩn thận một vòng, lắc đầu rồi trực tiếp nhảy xuống. Mẹ kiếp, trèo công cốc rồi, chẳng tìm thấy gì cả. Đại hán áo lam chửi bới nói, rõ ràng khá bực bội. Đi thôi, đến chỗ khác tìm xem sao. Trên cây đại thụ to lớn, sau khi Lâm Nhất nghe thấy đám người đã bỏ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quá nguy hiểm rồi. Vừa nãy nếu không phải trên người bị thương, may mắn không thể trèo lên quá cao, có thể hắn đã không né tránh được rồi. Sau khi bị phát hiện, cho dù có may mắn giết hết được đám người, thì vẫn sẽ bị bại lộ vị trí của bản thân. Trong rừng rậm vô cùng mênh mông này, võ giả Lưu gia đang lục soát khắp ngóc ngách của khu vực này. Tạm thời ở lại đây trị thương đã. Lâm Nhất suy nghĩ trước sau một lát, liền đưa ra quyết định không đi đâu hết mà trị thương ngay ở trên cái cây này. Nơi đã bị lục soát qua thì trong thời gian ngắn ngược lại sẽ là nơi an toàn nhất. Trong sự im hơi lặng tiếng cứ như vậy trải qua một đêm. Đến khi mặt trời mọc. Ánh nắng loang lổ chiếu lên gương mặt của Lâm Nhất thì không còn trông thấy vẻ tái nhợt như ngày hôm qua nữa. Gương mặt thanh tú nhìn trông đã tràn đầy tinh thần lên rồi. Dược hiệu của dưỡng tâm đan đã hoàn toàn phát huy tác dụng, sau một đêm điều chỉnh, chiến lực thành công hồi phục được 80%. Đến lúc sử dụng cánh hoa Hán Kim Liên rồi, Lâm Nhất lấy ra Hán Kim Liên,
ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn, nhẹ giọng nói. Rất chờ mong cánh hoa này có thể mang lại cho hắn tác dụng thật lớn, kết hợp với thuần dương công xem tăng lên được bao nhiêu. Chương 219, dấu ấn liệt diệm kim liên. Ngắt xuống một cánh hoa hán kim liên, đặt vào trong lòng bàn tay. Hỏa linh nguyên cường đại quá. Nhìn cánh hoa màu vàng bồng bềnh trong lòng bàn tay, cảm nhận được năng lượng tính hỏa nồng hậu ẩn chứa trong nó, ánh mắt Lâm Nhất nhìn chăm chú nhẹ giọng cảm thán. Đó không phải là linh khí tính hỏa, mà là hỏa linh nguyên nồng hậu được ngưng tụ ra. Hồi lâu sau, Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, ánh mắt sáng rực chớp động. Cánh hoa hán kim liên này có lẽ còn có linh khí tính hỏa nhiều hơn so với nơi sống của ma diễm hổ ngày hôm đó hắn hấp thu được. Có nên nhân cơ hội này để đột phá tiên thiên không? Suy nghĩ nào đó mà chợt lóe lên trong đầu Lâm Nhất thì đều không thể thu hồi lại được. Lưu gia có ba cường giả tiên thiên, bất cứ người nào sau khi tế ra võ hồn hắn cũng đều không thể đối phó được. Càng đừng nói đến ba người liên thủ lại với nhau, một khi bị vây lại thì chỉ có con đường chết. Theo lý mà nói, hắn vừa đột phá võ đạo tầng 10 chưa được bao lâu, đáng lẽ nên đánh đâu chắc đó, chờ đợi thời cơ. Nhưng hiện tại, quả thực là bất đắc dĩ phải làm vậy rồi. Huống hồ, cũng không phải là không có cơ hội. Còn lại 11 cánh hoa hán kim liên và trong túi trữ vật vẫn còn một viên yêu đan tiên thiên. Liều thôi. Thần sắc trong ánh mắt của Lâm Nhất đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, không bước vào tiên thiên thì chỉ có một chữ chết, vậy chi bằng liều một phen đi. Oanh. Đã hạ quyết tâm, tay trái Lâm Nhất hướng lên trời, tay phải hướng xuống dưới, vỗ mạnh một cái từ trên xuống dưới, ép chặt cánh hoa này trong lòng bàn tay. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tiên thiên thuần dương công bắt đầu vận chuyển trong cơ thể, hấp thu hỏa linh nguyên trong lòng bàn tay. Oanh! Thuận theo dòng chảy của nội kình thuần dương trong cơ thể, hỏa linh nguyên mênh mông cuồn cuộn chảy tới, mãnh liệt kích động như sông sâu biển rộng. Đã từng có một lần kinh nghiệm hấp thu linh khí thuộc tính hỏa rồi nên Lâm Nhất không vội vàng hấp tấp, hắn dùng nội kình thuần dương không ngừng thuần hóa cố hỏa linh nguyên này. Cố gắng giảm bớt sự va chạm của hỏa linh nguyên tới lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Thời gian từng chút trôi qua, nội kình màu vàng kim chuyển động trong cơ thể Lâm Nhất càng trở nên thuần túy cô đọng hơn, so với lúc trước lại càng tinh tế hơn, nhìn trông giống như sợi kim tuyến đang bốc cháy vậy. Ầm ầm. Nhưng âm thanh cuồn cuộn kích động trong cơ thể lại càng lúc càng sục sôi hơn, không ngừng phát ra những âm thanh trầm đục. Đột nhiên, lòng bàn tay sinh ra một ngọn lửa, lượn lờ quấn quanh từ cánh tay đến khắp toàn thân. Quần áo tư trang từ đầu xuống chân trong khoảnh khắc này đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Nhìn qua thì thấy ngọn lửa lượn lờ đó giống như một đóa hán kim liên đang ôm trọn hắn vào trong. Hỏa linh nguyên bắt đầu khởi động trong cánh hoa càng lúc càng khủng bố. Nhưng may là tiên thiên thuần dương công của Lâm Nhất đã đạt tới tầng thứ hai. Từ đầu đến cuối đều không để cố hỏa linh nguyên này tàn phá bữa bãi cuồng bạo trong cơ thể, không để tổn thương đế thân thể. Dưới sự bao quanh của ngọn lửa kim sắc, gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm chặt của Lâm Nhất trông rất trang nghiêm, thần sắc thiếu niên để lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng hiếm thấy. Toác toác! Trong cơ thể đột nhiên vang lên vài tiếng giòn tan, chính là kinh mạch có chút sắp không chống đỡ được nữa mà đang xuất hiện vài vết nứt nhẹ nhẹ. Giữ vững. Mồ hôi trên trán túa ra, Lâm Nhất dùng ý chí mạnh mẽ cố gắng khiến nội kình thuần dương tỏ ra êm dịu một chút. Chỉ cần chống đỡ qua một vòng lớn, với năng lực bổ dưỡng của nội kình thuần dương thì kinh mạch có thể tự nhiên hồi phục. Chút ít đau đớn mà thôi, giữ vững là được. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã một ngày trời. Hỏa linh nguyên và nội kình thuần dương của Lâm Nhất không ngừng tăng tốc dung hợp. Siêu. Liệt diệm kim liên bao quanh Lâm Nhất đột nhiên thu lại, vô số ánh lửa hội tụ trên mu bàn tay của Lâm Nhất. Ngọn lửa như đang khắc họa dấu ấn vậy, âm thanh suy suy không ngừng vang lên. Đến khi cánh hoa biến mất trong lòng bàn tay, Lâm Nhất mở hai mắt ra, ánh mắt như chợt lóe lên minh quang. Đây là... Hắn nhìn xuống mu bàn tay phải của mình, kinh ngạc phát hiện ra, trên mu bàn tay lại có hình một đóa hoa liệt diệm kim liên. Chỉ là đóa hoa này mờ nhạt không rõ. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Lâm Nhất đăm chiêu, trầm ngâm không hiểu. Trong võ đạo dị văn lục có ghi chép, nếu như sau khi cảnh giới hậu thiên hoàn toàn hấp thu cánh hoa hán kim liên, đạt đến độ tích lũy nhất định, thì có thể bạo phát ra dị tượng lửa cháy ngập trời trong cảnh giới tiên thiên, lẽ nào có liên quan đến cái này ư? Lâm Nhất trước đó cũng không để ý, chỉ coi đó là sự mô tả có hơi quá lên mà thôi. Mặc kệ đi, ta tiếp tục thử thì sẽ biết ngay thôi. Lấy ra cánh hoa thứ hai, hai bàn tay lại ép chặt,
Nhắm mắt lại, Lâm Nhất lần nữa bắt đầu luyện hóa. Vốn cho rằng đã có kinh nghiệm rồi thì luyện hóa sẽ nhẹ nhàng hơn mới đúng. Nhưng điều khiến Lâm Nhất thất kinh là lần luyện hóa cánh hoa thứ hai này cực kỳ gian nan. Hỏa linh nguyên khủng bố thiêu đốt hắn đau đớn không thôi, ngọn lửa giống như đang tôi luyện thân thể hắn trở thành một huyền khí vậy. Chương 220, Lâm Nhất lưỡng lự. Điều quỷ dị hơn chính là khi Lâm Nhất mở hai mắt ra thì cảm giác bản thân đã gầy đi một vòng. Ánh mắt đảo qua, đến lúc nhìn xuống mu bàn tay phải thì dấu ấn hán kim liên lại có thêm một cánh hoa nữa. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia thần sắc ngờ vực, có chút không đúng lắm. Không nhiều lời, Lâm Nhất lấy ra cánh hoa thứ ba, hấp thu luyện hóa. Sự đau đớn tăng lên gấp bội, so với lần luyện hóa thứ hai lại càng khó khăn hơn. Hỏa linh nguyên cháy bỏng càng lúc càng khó chống đỡ trong cơ thể. Khi hấp thu hoàn toàn cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất cố ý chú ý xem sao. Quả nhiên, khi ngọn lửa bao quanh toàn thân lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được, thân thể và tinh hồn của bản thân cũng bị mất đi không ít theo sự thành hình của cánh hoa trong lòng bàn tay. Thân thể so với vừa nãy lại gầy gò hơn, hắn vốn cường tráng lúc này đã có vẻ gầy yếu rồi. Đóa hoa này thành hình lại hấp thu tinh hoa thân xác của ta. Lâm Nhất khiếp sợ, ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ, rõ ràng có chút sờn gai ốc. Nếu như ta tiếp tục luyện hóa, đến cuối cùng thì máu huyết chắc chắn sẽ bị đóa hoa này hút sạch mất. Đến lúc đó há chẳng phải sẽ biến thành con rối phụ thuộc của hán kim liên này sao? Con người luôn đầy tràn ngập nỗi sợ đối với những việc mình không biết. Tình huống quỷ dị như vậy khiến suy nghĩ tiếp tục hấp thu hán kim liên của Lâm Nhất sinh ra chút nghi ngờ. Trong võ đạo dị văn lục không hề ghi lại tình huống này. Dị văn lục chỉ là một cuốn sách có tính khái quát lại, đều chỉ tổng kết giới thiệu về các sự việc hoặc hiện tượng kỳ dị, nên không ghi chép quá chi tiết. Nhìn ba cánh hoa trong lòng bàn tay, Lâm Nhất rơi vào trầm tư. Trên thực tế, nếu như Lâm Nhất có cuốn sách ghi chép chi tiết, hoàn toàn nắm rõ về hán kim liên thì sẽ không phải có những nghi ngờ thế này. Hán kim liên chính là vật chết, sẽ không thể xảy ra tình huống biến hắn trở thành con rối. Nhưng nếu như trong cảnh giới hậu thiên, một mực hấp thu luyện hóa cánh hoa, thì đến cuối cùng chỉ có thể đổi lại một chữ chết. Liệt diệm kim liên mặc dù nói là hiếm nhưng cũng không phải là tuyệt chủng hẳn. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu cường giả muốn cho thế hệ sau đột phá tiên thiên, có năng lực dị dưỡng liệt diệm phần thiên. Mà tìm kiếm liệt diệm kim liên khắp nơi để cho thế hệ sau thử. Nhưng dù thế nào, cho dù thiên phú huyết mạch mạnh cỡ nào, tầng 10 hậu thiên vẫn chỉ là cảnh giới hậu thiên. Thân xác và tinh thần rất khó chịu đựng nổi sự hủy diệt của hán kim liên. Từ thời thượng cổ, người có thể thành công trong vạn người không có lấy một người. Người thất bại thì không một ngoại lệ, đều toàn bộ tử vong. Đến hiện nay, đã có rất ít người dám thử. Thứ nhất là hán kim liên cực kỳ khó tìm. Hai là sự đau đớn chất chồng lên nhau quả thực rất khó kiên trì, ba là tinh hoa thân thể rất khó ngăn cản được sự thôn tính của hán kim liên. Không có ai lại đi tận tâm tận lực làm việc đó thêm lần nữa, cho dù có ngẫu nhiên gặp được hán kim liên, hấp thu ba bốn cánh hoa đã là cực hạn rồi. Chẳng qua Lâm Nhất cũng chỉ có một khả năng như vậy thôi. Hắn ở cảnh giới hậu thiên đã nắm vững công pháp tiên thiên, thân thể đã được linh khí thuộc tính hỏa mài luyện một lần. Điều quan trọng nhất là... Thân thể của hắn đã từng được nuốt một viên thất khiếu lung linh đan. Viên đan này cực kỳ quý hiếm, không có ai dùng ở cảnh giới hậu thiên cả, nó tương đương với tiên thiên thất khiếu. Nếu có thể luyện hóa trong cảnh giới tiên thiên thì mỗi khi mở một khiếu sẽ ngừng tụ ra được một tia long khí, đến khi cả thất khiếu đều mở ra thì thân xác và tinh thần sẽ đạt đến trình độ thay da đổi thịt, võ hồn dưới sự kích động của thất khiếu long khí sẽ sản sinh ra dị tượng. Nhưng một viên đan dược quý hiếm như vậy lại được Tô Hàm Nguyệt tiện tay cho Lâm Nhất sử dụng. Chỉ bởi vì căn cốt của hắn không tốt, nếu không dùng viên đan này thì có thể đến cuối đời cũng không thể đột phá được tiên thiên. Vì có cơ duyên trùng hợp, thân xác và phách thể hiện tại của hắn trong cảnh giới hậu thiên, có phóng tầm mắt ra khắp cả Đại Tần đế quốc rộng lớn đều có thể nói là không ai bì kịp. Thậm chí cả Nam Hoa cổ vực cũng không có người vượt qua. Lần trước chống đỡ một kích đỉnh phong của cường giả tiên thiên, có thể hồi phục nhanh như vậy cũng là vì nguyên do này. Trước mắt, một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp đang bày ra trước mắt Lâm Nhất. Nhưng hắn lại không biết chắc được hết thảy sự việc. Sâu trong nội tâm hắn đang bị một nỗi sợ hãi bao phủ, cơ thể gầy yếu, đóa hoa in trên mu bàn tay, dị tượng tất cả liên kết lại với nhau, khiến hắn không rét mà run, khó mà lựa chọn. Cùng lúc đó, Lưu gia huy động hơn ngàn người đã lục soát một lượt phạm vi trăm dặm.
Đại ca, lẽ nào tên tiểu tử đó đã cưỡi con huyết long mã bỏ chạy xa rồi? Lưu Thiên có chút thấp thỏm không yên hỏi, đã 3 ngày trời mà ngay đến bóng dáng cũng không thấy đâu, thực sự khiến người ta khó mà an tâm được. Không thể nào, con huyết long mã trước đó vẫn có tung tích, nhưng lại không ở cùng với tên tiểu tử đó. Với thương thế của hắn, thời gian 3 ngày tuyệt đối không thể chạy xa như vậy được. Sắc mặt Lưu Đằng âm trầm, lạnh lùng nói, nhất định hắn vẫn còn ở trong khu rừng này, chúng ta chắc chắn đã bỏ qua rồi. Thấy thần sắc lạnh nhạt của ông ta, vẻ mặt ngập tràn sát khí, mọi người xung quanh đều không dám hé răng nửa lời. Ai cũng biết trước đó tộc trưởng đã tức đến mức thổ huyết, như vậy không biết đã phải nín nghẹn lửa giận lớn cỡ nào. Một khi khiến ông ta không vui thì khả năng sẽ trở thành vật phát tiết của ông ta mất. Ông ta nhắm mắt vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng nói, dừng việc mở rộng phạm vi, chúng ta lục soát lại, truyền lệnh của ta, chặt toàn bộ cây, ta muốn trong phạm vi 100 dặm, một cái cây cũng không được để lại. Ta thấy có thể tên tiểu tử đó vẫn đang ấn náu ở nơi nào đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.